xin chào tất cả các chị yêu của Shop Nga BM. Mấy ngày vừa rồi thì không nên gặp được các chị yêu thì tối nay em sẽ lên tranh thủ dành cho các chị yêu những cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Nên nếu như chị yêu nào mà nhớ đến em, chị yêu nào yêu quý em và chị yêu nào đang online thì hãy lên cùng em nhé các chị yêu nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các chị yêu cả một cái set em đang tự make như thế này. Và nó là những cái dòng sản phẩm mới nhất của Shop em luôn, tuyệt vời, cực kỳ sang xinh, dành cho những chị yêu nào yêu thích những cái dòng hàng cao cấp loại đợt đầu, bao giờ cũng là những cái dòng mà vừa đẹp vừa sang, chất thì siêu sướng, cực kỳ mê đấy ạ. Và những chị yêu nào yêu thích những cái form dáng mà kiểu như em đang mặc thì các chị yêu lên cùng em nha. Trời ơi, nó ngất ngây luôn đấy ạ. Em đang make cho các chị yêu là một em chân váy da này các chị ơi. Chân váy da này nó là dòng thiết kế đặc riêng của hãng CNT các chị yêu nha, CNT hay GR nha các chị yêu nha. Có hai size SM thôi, rất là đẹp và cực kỳ sang luôn. Đó là chân váy da đấy các chị yêu, đẹp vô cùng, hoàn hảo, sang xịn luôn. Và em đang make cùng với một cái chiếc áo da, áo khoác da nhẹ nhàng, đơn giản ạ. Cái áo khoác da này thì khá là thời trang, dễ make đồ. Các chị yêu mặc mix với quần jean này, khoác cho em với chân váy hoặc khoác cho em bên trong những cái áo váy liền ấy, nó rất là đẹp và cực kỳ sang luôn. Bởi vì những cái dòng mà áo da, nếu như chị yêu nào mà đã theo dõi nhà em Nga thì các chị yêu biết rồi, áo da nhà em Nga mặc siêu sướng, dễ mặc, dễ mix đồ. Và chị em mình mặc lên vừa trẻ vừa cảm giác nó cực kỳ sang và rất là thích nha các chị yêu nhá. Nên chị yêu nào yêu quý sang em thì hãy lên cùng em. Trời ơi, nó ngắt ngay luôn. Đây ạ, áo da em đang mặc đây các chị yêu nhá. Tông em đang mặc là màu nâu. Đấy ạ, cực kỳ xinh. Nhưng mà đầu tiên thì em muốn giới thiệu cho các chị yêu một cái mã áo á. Mã áo em đang mặc ở bên trong này chính là một cái áo giữ nhiệt ren. Mà thật ra là năm nào em ngâm mặc, khi mà em ngâm mặc em mix đồ lên ý, thì các chị yêu cũng đều hỏi, nhưng mọi năm thì em không về được nhiều. Năm nay em quyết định là em về ngay từ đầu, về sớm. Bởi vì khi mà đến khi mà các chị yêu cần ý, các chị yêu mix thì lúc nào các chị yêu cũng hỏi em, nhưng mà lúc đấy nó không còn nữa. Đấy là bởi vì em chỉ về hàng loại một thôi, hàng xịn thôi. Đấy là hàng cao cấp, bởi vì các chị yêu nhận hàng này các chị yêu sẽ thấy cực kỳ mê. Cho em xin phép một chút xíu này, tranh thủ các chị yêu vào giới thiệu thì em sẽ bung cái chiếc áo này để em giới thiệu cho các chị yêu cái áo bên trong này. Đấy, chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga, cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ ủng hộ cho em Nga với ạ. Đẹp xuất sắc các chị yêu nha. Đây, áo giữ nhiệt bên trong của em Nga. Nếu như hôm nay chị yêu nào mà không dinh cho em Nga ít nhất hai màu áo này, em khẳng định luôn ạ, cực kỳ tiếc. Các chị yêu nhận hàng cái chất áo giữ nhiệt này, các chị yêu sẽ thấy mê vô cùng luôn. Trời ơi, nó đẹp hơn mong đợi luôn các chị ạ. Nó về hàng mà đẹp hơn mong đợi, co giãn đàn hồi, chất của nó siêu siêu sướng. Bởi vì bình thường mọi năm em nhớ em cứ mặc những cái chiếc áo giữ nhiệt ren này, đến khi mà em mix đồ cho các chị yêu, nó là dòng áo lúc đấy là của em rồi. Nhưng mà khi đấy là em tiện, em lấy áo của em ra em mix đấy ạ. Thì các chị yêu nào cũng hỏi Nga ơi, chị thích cái kiểu áo giữ nhiệt ren mà cổ ren như thế này, tay ren như thế này đấy ạ, nhiều ren để chị đi phối đồ, chị mặc đấy ạ, mặc bên ngoài mặc bên trong, mix đồ cho chị, nó thể hiện được những cái mà khi mà ví dụ như chị em mình mix với cái áo khoác ở bên ngoài hay là mix với set váy đấy ạ, thì nó rất là đẹp nhá. Nhưng quan trọng cái áo giữ nhiệt này của em Nga, nó là hàng cao cấp rất là xịn. Đây các chị yêu nhìn cho em Nga này, hàng loại 1 nhá các chị yêu nha. Các chị yêu nhìn cái phần thiết kế ren cổ cho em Nga. Đấy ạ, trời ơi, nó đỉnh chưa các chị. Nhìn cái cổ cho em Nga này, hàng cao cấp rất xịn sò, cực kỳ tuyệt vời như thế này. Đặc biệt là chất liệu các chị yêu nha. Em kéo ra để các chị yêu nhìn cái chất liệu cho em Nga đã. Em xin phép được test một chút xíu. Các chị yêu nhìn cái chất liệu cho em Nga này, đỉnh vô cùng luôn các chị yêu nha. Co giãn đàn hồi siêu sướng. Nó là dòng cái chất liệu, một cái dòng chất liệu mà nó là dòng áo giữ nhiệt các chị yêu. Áo em đang mặc nó là dòng áo giữ nhiệt đấy các chị yêu. Chất liệu của nó giống như kiểu cotton, kiểu hơi thun, có độ tăm nhẹ ạ. Nó rất là xịn, cực kỳ đẹp luôn, mê ly vô cùng. Nhưng mà chỉ có dòng giữ nhiệt hàng chuẩn hạng 11 ấy thì nó mới có độ, khi mà các chị yêu lật ngược cái áo này lên ấy, các chị yêu thấy có cái độ, nó hơi có cái độ ảnh nhá các chị yêu nha. Thì ở trong đây nó có giống như em cảm giác là nó phải có phủ. Nếu bình thường mình mua những cái dòng như thế này này, nếu không phải hàng nó chuẩn ấy, mình chỉ nhìn hình ảnh hoặc nhìn người ta like, đôi khi các chị yêu dễ nhầm tưởng rằng cái áo đấy nó mang tính giữ nhiệt cao, nhưng mà thật ra không phải ạ. Cũng có thể nhìn nó giống giống nhau, nhưng mà cái chất liệu của nó nhá, không bao giờ nó sẽ là đỉnh như thế này được. Rất là đẹp, cực kỳ xịn luôn. Các chị yêu mặc buông cũng được, mặc sơ vin cho em nha, mix đồ cho em cực kỳ xịn luôn. Áo này thì em về 3 phiên bản màu nhá. Màu em đang mặc đầu tiên, em sẽ giới thiệu cái áo này bởi vì nó quá đẹp đây ạ. Khuôn bóc túi của em ý đây các chị yêu nhá, hàng chính hãng luôn, mã của em ý là 858820. Và em màu em đang mặc đầu tiên nó là màu đen này. Em có màu đen, màu nâu đậm và màu da các chị yêu nha.
màu nâu đậm hơn một chút xíu ạ. Tức là màu da đậm và màu da nhạt. Nói chung là em có 3 màu cho chiếc áo này, màu da đậm và màu da nhạt. Bây giờ em sẽ dơ lên. Chị yêu nào thích màu nào, các chị yêu chốt đơn cho em màu đấy sẽ là mã áo M1 hôm nay. Và các chị yêu đừng bỏ qua, nên lấy cho em Nga cả hai, ít nhất 2 màu để thay đổi các chị yêu. Các chị yêu sẽ thấy chất của nó mặc siêu sướng và cực kỳ mê luôn. Mấy nữa các chị yêu mix đồ, bởi vì đây là những cái dòng mà em về đầu tiên để cho các chị yêu mua được những cái dòng hàng cao cấp xịn nhất. Bởi vì mấy nữa khi mà nó đã loãng rồi thì em sẽ không về nữa. Bởi vì sao ạ? Lúc đấy mình sẽ khó biết được là cái hàng nào hàng chuẩn, hàng xịn. Đấy ạ, à, bởi vì nó sẽ là bị pha tạp. Nếu như chị yêu nào mà mua những cái dòng giữ nhiệt này, các chị yêu biết. Đấy ạ, à, chỉ có khi bọn em phải nhập và nhập với số lượng được đầu thôi thì nó mới là hàng chuẩn luôn. Vì lúc đấy nó chưa có mẫu mã. Đấy ạ, à, chưa có mẫu mã, nó bị ăn theo các chị yêu nha. Rồi ạ, à, em chào chị Nguyễn Giang, em chào chị Ngô Thị Xỉu ạ. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác với ạ. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác với các chị yêu ơi. Đây. Đôi giày em đang đi cao mấy phân vậy chị Yếu Thảo ơi? Đôi giày em đang đi cao khoảng tầm 5-6 phân thôi chị Yếu Thảo ạ. Giày em đang đi chỉ cao khoảng tầm 5-6 phân thôi ạ. Ôi chết rồi kìa, cái này cái nãy sao em sạc hình như là vẫn chưa hết được cái nhỉ. Đây. Nhớ cắm cho em tí xíu này. Các chị yêu nhìn áo giữ nhiệt cho em Nga nha. Em chào chị Liên Nguyễn Thị đây. Các chị yêu nhìn cho em Nga này. Các chị yêu nhìn cho em này. Đây. Các chị yêu nhìn cái chất liệu cho em Nga. Hôm nay hàng chị đi chưa Nga? Chị Ngọc Hân đi đơn của chị Ngọc Hân chưa? Các chị yêu nhìn cái áo của em Nga này. Các chị yêu nhìn thấy cái độ. Đây ạ, à, áo xịn các chị yêu nhìn tét nhá. Các chị yêu nhìn thấy tét có độ. Các chị thấy có sự đàn hồi của áo không ạ? Cái áo các chị yêu cảm giác có sự đàn hồi không ạ? Nó cực kỳ đàn hồi, nó cực kỳ mê luôn, sướng vô cùng. Và các chị yêu nhìn, sau khi em test em kéo như thế, và các chị yêu khi em bỏ buông ra cái áo này, nó không hề bay nhá, không hề nhão nhá, không hề mất dáng nhá các chị yêu nhá. Siêu sướng luôn. Nói chung chị yêu nào thích hàng chuẩn, hàng xịn, những cái áo giữ nhiệt thì các chị yêu có thể mua ở rất nhiều nơi với mọi loại giá. Nói thật sự là như vậy. Nhưng nếu chị yêu nào thích hàng chuẩn, hàng xịn, hàng đẹp, hàng gọi là chuẩn giữ nhiệt ấy, và đúng gốc của nó thì các chị yêu lên mua thời điểm này các chị yêu nhá. Đấy ạ. Và đương nhiên mức giá như em Nga thì kể cả các chị yêu mua từ thời điểm này hay cho đến mấy nữa các chị yêu muốn mua thì em đảm bảo mức giá như em đưa ra bao giờ cũng là mức giá cực kỳ tốt cho các chị yêu. Chuẩn từ đầu cho đến cuối, từ chất lượng cho đến khi mà kể cả đến giá các chị yêu nhá, cũng rất yêu thương luôn. Em có 3 màu luôn ạ. Màu em đang mặc là màu đen trơn, chút xíu em sẽ giới thiệu về từng sản phẩm của em nha. Đấy ạ. À, em test cái áo này một chút xíu này, giơ chị hai cái màu này nữa. Rồi, em muốn cho em xin phép được chốt đơn cái áo mã M1 áo giữ nhiệt pha len rất là đẹp, cực kỳ xinh như thế này. Không thể thiếu trong tủ ạ. Mix đồ cho em Nga, mix chân váy, mặc áo khoác, mặc áo vest, tất cả các thứ các chị yêu, để lộ cái phần gen lên này cho em Nga. Nó rất là đẹp và cực kỳ xinh. Quan trọng nhất hàng cao cấp thì các chị yêu mặc lên ấy, cái phần gen này nó lên đến cái phần cổ của chị em mình, nó rất là vừa và nó rất là sang. Các chị yêu nhìn đúng không ạ? Nó rất đứng cổ và cực kỳ tuyệt vời. Và khi mình mặc cái áo giữ nhiệt ren như thế này thì mình cảm giác ở trên đây nó rất là nhẹ nhàng, cực kỳ thoải mái, dễ chịu vô cùng luôn. Những cái thời tiết nó hơi hơi vừa vừa thôi, mình mặc những cái dòng này. Còn khi mà thời tiết nó quá lạnh, chị em mình mới cần đến dòng giữ nhiệt nó dày hơn, và lúc đấy không cần phối ren các chị yêu nhá. Còn các chị yêu cứ tin em đi ạ, không bao giờ thiếu được những cái dòng như thế này. Rồi, em giới thiệu sơ qua vậy, còn bây giờ em sẽ bắt đầu em chốt đơn về cái mã áo M1 nhá. Sau đó thì em sẽ lên về chân váy và áo khoác da. Đây ạ. Áo này em có 3 màu, em bao vừa hết cho các chị yêu 68 cân. Thậm chí các chị yêu 69-70 cân, các chị yêu đều mặc được cho em áo này. Áo giữ nhiệt của em Nga nó là hàng chuẩn, hàng loại 1, co giãn đàn hồi siêu tốt ạ. Một size bao vừa hết cho các chị yêu 68 cân, 69-70 cân, các chị yêu đều mặc được cho em Nga nhá. Nó co giãn siêu siêu tốt luôn. Đấy ạ, cực kỳ tuyệt vời nhưng không bay dão. Các chị yêu cứ mặc rồi các chị yêu sẽ trải nghiệm. Đấy ạ, và các chị yêu mua cái hàng này đầu mùa. Sau này khi các chị yêu lúc nào mà nhà em không còn nữa, các chị yêu thử mua nơi khác xem. Các chị yêu về so sánh với cái dòng này xem nhá, nó có khác với nhau thật sự hay không nhá. Đấy ạ, thì lên đơn cho em áo giữ nhiệt. Em đang mặc mã M1 giúp em Nga có 3 phiên bản màu. Màu em đang mặc là màu đen này. Em lên áo gió đi, chị mua cái áo gió chị Trương Thế. Chị Trương Thế ơi, inbox áo gió về cho inbox giúp em với, vì một số mẫu áo gió là hiện tại em đang còn lẻ size thôi, nó chưa về được, tức là nó bị tắc biên một số bao là nó chưa về được ấy, nên là
có một số mã áo là bây giờ nó đang bị khuyết size, nó này size, nên là chị có thể inbox vào trong trang hộ em với. Váy bao nhiêu chấm chút xíu chị Vũ Nhà nhá, mấy hôm rồi mà chị chưa nhận được. À thế à chị Đỗ Phong, em kiểm tra đơn của chị Đỗ Phong đi. Chị ơi, nhà mình không gọi điện chốt đơn hả chị? Chị Nguyễn Hằng ơi, nếu như là chị đã là khách hàng cũ của bên em nhá, bên em đã đi đơn thành công của chị một lần rồi, là nhà em sẽ không gọi điện chốt đơn đâu ạ. À, nhà em chỉ gọi điện chốt đơn cho khách mới duy nhất một lần thôi. Sau khi gọi điện cho khách xong, xin được số điện thoại, địa chỉ đấy ạ. Và nhà em đi đơn thành công có nghĩa là danh bạ và mọi thứ của các chị đã đúng chính xác rồi. Nhà em tự động lên đơn các đơn tiếp theo nhá, mà không gọi điện ạ. Đấy ạ, nên các chị yêu mua hàng bên nhà em đã khác biệt nhá. Đấy ạ, không ai có phương thức giống bên nhà em đâu ạ. Rồi, áo này của em Nga này, em có màu đen này. Màu này nó là màu da các chị yêu nhá, màu da nhạt. Màu này là màu da đậm, nó hơi nâu nâu một chút xíu đây ạ. Em có 3 tông màu này. Chị yêu nào muốn lấy nên đơn cho em Nga, mã áo là M1 ạ. 230.000 giúp em Nga. 230.000 giúp em Nga cho em chiếc áo siêu phẩm này. Chỉ có mức giá là 230.000. Rẻ ạ, đẹp ạ, sang ạ, xịn ạ, nhưng không thể thiếu được trong tủ. Các chị tin em đi ạ, lên lấy cho em cứ hai chiếc để thay đổi. Bởi vì những cái dòng áo giữ nhiệt mà kiểu cách phối len sang xịn, loại chuẩn, loại xịn như thế này không nhiều đâu ạ. Cho nên chị yêu nào lấy nhá, cứ comment cho em đúng cú pháp áo mã em đang mặc là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. 230.000 này các chị yêu nhá. 3 màu 68, 69, 70 cân đổ về, các chị yêu mặc đẹp hết cho em Nga với áo này. Nó co giãn siêu tốt luôn, tự ôm form vào cơ thể và cực kỳ xinh. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em áo em đang mặc nhá. Comment cho em đúng cú pháp là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn ạ. Nhìn thấy hôm nay có hàng gì mới không Nga, nhiều lắm luôn chị Ngọc Anh ơi. Lấy bộ nhung hàng siêu cấp về đi em, có chị Ngọc Anh ạ. Yên tâm luôn, bộ nhà em Nga thì cực kỳ nhiều luôn ạ. Đấy ạ, và em sẽ lên dần cho các chị yêu. Bởi vì bao giờ em cũng về là em sẽ phải về trước cho các chị yêu rồi, về chuẩn hàng loại 1 với số lượng cho các chị yêu, nên các chị yêu cứ yên tâm nhá. Đấy ạ, và em sẽ lên dần cho các chị yêu. Đây, chị yêu nào muốn lấy áo M1 của em Nga thì cứ chốt đơn nhá. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu về chiếc váy này. Áo em Nga đang mặc chỉ có giá là 230.000. Lưu ý cho em Nga là hàng áo giữ nhiệt cao cấp, rất là sang xịn, loại chuẩn giúp em ạ. Đấy, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Cái này nó không phải là dạng kiểu áo thun mà các chị yêu mặc đâu, mà nó là áo giữ nhiệt nhá. Nó là giữ nhiệt các chị yêu nhá. Nó là hàng giữ nhiệt nên nó có cái chất liệu giữ nhiệt ở trong đấy, cho nên khi mà các chị yêu mình mặc ấy, khi mà vào cái thời tiết nó se, nó lạnh ấy, thì chị em mình mới thấy được là cái áo giữ nhiệt đấy nó có hiệu quả như thế nào. Rồi, còn bây giờ em sẽ giới thiệu về chân váy này. Chân váy em đang mặc đây ạ. Chân váy này của em Nga, nó là chân váy da nhá. Chị yêu nào lấy M1 cứ chốt đơn, bởi vì em muốn giới thiệu về cái áo M1 thôi. Đấy ạ, bởi vì áo M1 nó là hàng đầu mùa, nhưng mà em đã phải nhập với số lượng. Đấy ạ, số lượng sẵn có. Và em bán hết cái áo M1 với cái số lượng em về, hết là em hết luôn. Đấy ạ, cùng lắm là nếu như các chị yêu mà đặt nhiều ấy, thì em có thể là về gối cho các chị yêu đúng thêm một chuyến nữa thôi. Đấy ạ, quan trọng nhất bởi vì em chỉ về đúng hàng chuẩn, hàng loại 1, hàng xịn cho các chị yêu thôi. Cho nên chị yêu nào lấy M1 cứ chốt đơn cho em Nga. Hôm nay chưa xem được like, ngày hôm sau xem like, các chị yêu cứ inbox lại cho em cái áo M1. Vì áo dùng M1 nó là hàng giữ nhiệt. Và các chị yêu tin, các chị yêu lấy luôn thì cứ lấy cho em hai chiếc để đấy ạ. Khi cần các chị yêu sẽ có được dùng ngay và luôn. Quan trọng nó là hàng xịn, hàng loại 1, hàng đẹp, hàng chính hãng. Đấy ạ, và cái thứ hai là các chị yêu mặc nó đúng chuẩn hàng giữ nhiệt các chị yêu nhá. Chất các chị yêu nhìn, các chị yêu về cứ nhận hàng đi ạ. Các chị yêu sẽ tự cảm nhận được cái áo đấy. Nó đẹp ngất ngây luôn và giá 230.000 thôi. Rồi ạ, và kể cả từ phần ren nữa. Còn đây các chị yêu nhá, cái đây là cái chân váy da em đang mặc ở đây. Em sẽ giới thiệu về cái chân váy da, sẽ là cái mã thứ hai. Chân váy da này của em Nga thì nó là hàng phiên bản mới nhất của hãng CNT các chị yêu nhá. Chân váy da thì nó là mẫu phiên bản mới nhất của hàng CNT. Đây, nó có, em mới về được màu đen này, SM2 size. Màu đen là áo chân váy này nó chỉ có SM2 size các chị yêu nhá. Và em đang mặc chân váy này là size S. Đấy, chân váy này là size S và các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Nó là dòng hàng thiết kế đặc riêng. Mã của nó là CNT hay ZR, nó đều có mã là 8225 các chị yêu nhá. Đấy ạ, nhìn cái này là các chị yêu biết là của hãng nào rồi. Hàng cao cấp thiết kế đặc riêng. Đấy ạ, mác của nó này, cặp của nó là cặp Prada nhá các chị yêu nhá. Chất da của nó cực kỳ mềm, nhẹ, có túi này, rất sướng luôn ạ. Cặp của nó là cặp chun, cho nên hai size SM2 size, nhưng em bao vừa hết cho các chị yêu khoảng tầm 63, 64 cân đổ về, các chị yêu đều mặc được cho em Nga. Size S của em Nga dành cho chị yêu nào 57, 58 cân mặc được cho em size S nhá.
Xe đấy ạ. Cái chân vải da này, cái chun của nó khá là đậm đấy ạ. Nên là những chị yêu nào mà những chị yêu nào mà thích cái chân vải da này này thì các chị yêu lên đơn cho em nha. Chị yêu nào mà eo nhỏ nhỏ quá thì em nghĩ là các chị yêu bỏ qua, bởi vì eo nhỏ quá nó sẽ bị tụt đấy ạ. Vì bản thân em đang mặc là chân váy size S, em mặc eo của em khá đậm mà em mặc cũng khá là thoải mái luôn đấy ạ, cho nên nó là chân váy cặp chun như thế này nhá, sướng vô cùng luôn. Mà một em chân váy da này thì không thể thiếu được trong tủ, và em thấy dáng của nó quá đẹp, quá sang xịn, và thật ra là rất hợp với gu của chị em mình luôn, rất hợp với gu của chị em mình luôn nhá các chị yêu nha. Đây các chị yêu nhìn cho em nha, nhìn kỹ cho em về cái phần chân váy da này đấy ạ, cái từ cái đường cắt ao này, từ cái đường độ xòe này. Đấy ạ, từ cái đường khuy nha các chị, từ cái đường mà túi các chị yêu nha, thiết kế quá đỉnh luôn. Đằng sau đây cho em này. Đấy ạ. Rất là đẹp, và quan trọng nhất là cái chất da. Quan trọng nhất là cái chất da nhá, nó siêu đẹp và cực kỳ xinh. Chân váy này thì em có hai size SM, hai size 63 64 cân đổ về em chốt đơn ạ. Các chị yêu lên đơn cho em chân váy này ạ với mức giá là 630.000 thôi ạ. Chân váy của em nha chỉ có mức giá là 630.000. Nên chị yêu nào muốn sở hữu cái chân váy da em đang mặc nhá thì chốt đơn cho em nha. Chân váy sẽ là M2 kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại em chốt đơn. 630.000 cho em chân váy da chính hãng ạ. Dòng thiết kế đặt riêng của CNT và JR các chị yêu nha. Chân váy rất là mềm, hàng cao cấp, chuẩn, xinh, cực kỳ tuyệt vời. Nên chị yêu nào muốn sở hữu cái em chân váy da này thì các chị yêu chốt đơn liền cho em nha. Đấy ạ, rất là sang xịn. Em này thì ở bên trong nó sẽ có một lớp nữa này. Rất là đẹp, cực kỳ xinh. Trời ơi, ngất ngây luôn. Đấy ạ, mức giá của em Nga chỉ có giá là 630.000 cho em siêu phẩm này. Chị yêu nào muốn sở hữu chân váy da xịn nhá. Đấy ạ, hàng cao cấp, chất mềm vô cùng luôn. Các chị yêu sờ này. Chân váy này em nói thật sự này. Em nói thật nhá, tại vì nhiều khi ấy, các chị yêu không được sờ giống như em, các chị yêu không được cảm nhận giống như em. Đấy ạ, các chị yêu thấy đúng không ạ? Cái chất của nó mềm, giặt như là giặt, đúng không ạ? Như bình thường. Đây, các chị yêu nhìn giúp em nha. Trời ơi, nó mềm, nó đẹp, sờ xuống ạ. Sờ cảm giác xuống như da xịn luôn các chị yêu ạ. Sờ đúng như da thật luôn đối với cái chân váy này. Và nó là mẫu mới nhất luôn. Và em về hai size SM và riêng màu đen thôi. Chị yêu nào 63, 64 cân đổ về em chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp là M2. Áo giữ nhiệt của em Nga đang có mức giá là 230.000 với pha phiên bản màu. Riêng áo giữ nhiệt ấy ạ, thì chị yêu nào lấy cú chốt đơn. Em mặc áo giữ nhiệt đi em. Áo giữ nhiệt của em Nga thì có 3 phiên bản màu, chị yêu nào lấy màu nào cứ chốt đơn cho em màu đấy. Riêng áo giữ nhiệt em giới thiệu qua cho các chị yêu mẫu này thôi, bởi vì mẫu này em khẳng định với các chị yêu là chị yêu nào nhận hàng cũng sướng, và chị yêu nào mua của em Nga trong thời điểm này đến khi các chị yêu được, các chị yêu bỏ ra, các chị yêu dùng ấy, các chị yêu lúc đấy các chị yêu bảo Nga ơi chuẩn luôn là Nga, thực sự là Nga nói rất chuẩn. Bởi vì sao? Mua bây giờ áo giữ nhiệt của nó rất là xịn, chất của nó sướng. Bởi vì các chị yêu thấy không ạ, một cái áo giữ nhiệt xịn, các chị yêu thấy không ạ, kéo 68, 69, 70 cân em vẫn cứ bao vừa cho các chị yêu. Còn bình thường các chị yêu mua áo giữ nhiệt mấy nữa các chị yêu vào nhá. Khi mà nó vào mùa rồi á, lúc đấy các chị yêu mua hàng của nó lúc đấy là hàng nhái. Chất các chị yêu nhìn cứ là giống nhau, cũng nghĩ là cốt tông thun, nhưng nó có bao nhiêu loại cốt tông thun, đúng không ạ? Cốt tông thun nào là cốt tông thun xịn, cốt tông thun nào là mặt bên trong nó có giữ nhiệt hay không, đúng không ạ? Thì lúc đấy các chị yêu sẽ thấy ạ, đấy ạ, cái form của nó cực kỳ bé luôn. Có những cái áo giữ nhiệt các chị yêu nhìn nó giống y xì, nhưng mà có khi nó chỉ 60 cân trở về các chị yêu mặc được thôi, nó không giống như áo của em đâu. Nên các chị yêu là tin em, các chị yêu cứ chốt đi. Không bao giờ các chị yêu phải hối hận với chiếc áo này, em khẳng định 100% luôn. Các chị yêu cứ nhận hàng ngay bây giờ luôn, các chị yêu test luôn cho em Nga cũng được ạ. Đấy, nên chị yêu nào lấy áo giữ nhiệt cứ chốt đơn nhá. Chị yêu nào xem lại like cứ chốt đơn, bởi vì em về số lượng lớn luôn ạ. Em nhập số lượng lớn luôn cho các chị yêu, bởi vì những cái này em phải ôm từ đầu mùa nó mới hàng được, hàng đẹp, hàng xịn, hàng chuẩn cho các chị yêu. Chứ còn đến khi mà vào mùa bọn em chịu, bọn em không dám về nữa. Lúc đấy nếu mà hết hàng thì chắc chắn là các chị yêu phải đợi sang năm thôi. Chứ còn chúng em không dám thề về nữa, bởi vì lúc đấy nó có thể pha tạp rồi, chúng em không về nữa, chỉ về đúng đợt đầu. Đấy ạ, trong ví dụ như lô 1 em về, các chị yêu mà đặt mà em ướm được cái số lượng thì em có thể gối liền lô tiếp theo. Thế là dứt thôi các chị yêu nhá. Đấy ạ, nên các chị yêu nào mua thì các chị yêu để ý những cái dòng như thế này là nó như vậy các chị yêu ạ. Chứ không nhiều khi mình mua muốn hàng xịn hàng chuẩn. Đấy ạ, quan trọng giá nhá, 230.000 một cái áo giữ nhiệt.
mấy nữa các chị yêu vào đi ạ. Các chị yêu lúc đấy các chị yêu sẽ thấy ạ, loãng và cực kỳ chán luôn. Rồi ok các chị yêu, em đọc mã M1 đi. Em chốt mã M1 ạ. Chị Lê Vượng màu đen ạ. Chị Bích Liên Ngô màu đen ạ. Chị Hưng Ngô màu đen ạ. Chị Nguyễn Cun 10 màu đen ạ. Chị Nguyễn Thị Ngoan màu đen ạ. Chị Phạm Thùy Dương màu be ạ. Chị Hồng Vân màu đen ạ. Chị Lan Vu chưa có màu cho em xin màu ạ. Chị Lan Vu cách mở chị Lan Vu cho em xin lên màu nhá. Em có 3 màu cho áo này. Các chị yêu lên lấy cả đôi để thay đổi các chị yêu nhá. Hoặc các chị yêu cứ thử. Nếu chị yêu là chưa tin tưởng cứ lấy một chiếc đi ạ. Sau đó về rồi các chị yêu lấy thêm cũng được. Đấy ạ. Các chị yêu thử test một cái xong rồi lần sau các chị yêu thấy ôi đúng là khác với áo giữ nhiệt mình đang có từ trước đến nay thì các chị yêu có thể dinh lên thêm cho em nha. Còn chân váy của em nha đang mặc là mã M2 có mức giá là 630.000 nhá. Chân váy em đang mặc là 630, hai size SM màu đen duy nhất. Hàng của dòng CNT đặt riêng, rất là đẹp, cực kỳ đỉnh cao. Ôi nó rất là sang luôn đấy các chị yêu. Chân váy của em thì bao sang luôn rồi. Nên chị yêu nào thích cái chân váy này thì cứ chốt đơn cho em là chân váy là mã M2, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại là em chốt đơn nhá. Em giới thiệu sơ sơ qua qua một chút xíu vậy thôi. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu về chiếc áo khoác da này. Đấy ạ. Em xin phép được giới thiệu về áo khoác da nhá. Rồi ạ, chị yêu nào lấy mã M1 hoặc M2 cứ chốt đơn. Đấy ạ. Đây bây giờ em sẽ lên M3. Màu đen áo giữ nhiệt ok chị Thuận Nguyễn ạ. 68 cân là các chị yêu mặc bao đẹp thoải mái cho em nha. Chị yêu nào 69, 70 cân các chị yêu đều mặc được cho em nha với áo giữ nhiệt ạ. Rồi, còn áo của em Nga đang mặc sẽ là áo M3 là áo da đây ạ. Chiếc áo da này thì em về màu đen và màu nâu trước các chị yêu nha. Đấy ạ. Em về trước màu đen và màu nâu còn có màu cốm nữa nhưng màu cốm thì đang về các chị yêu nhá. Nên em xin phép được giới thiệu về cái áo da này. Trước ạ. Áo này thì em có đủ 3 size MLXL. Em đang mặc áo này là size M đấy ạ. Áo này em đang mặc là size M các chị yêu nhá. Tại vì thân người của em, trên vai của em nhỏ, người phân trên của em gọn nên em đang mặc áo này là size M thôi. Và các chị yêu nhìn này, khi em mặc áo này size M, đấy ạ, em bấm cúc này, em bấm khuy vào thì nó như thế này. Nhưng thường những cái dòng áo da này thì nó là dòng thời trang, nên thật ra chị em mình lúc nào cần chị em mình bấm thôi. Còn nếu không các chị em mình để phanh ra cho em nha, nó là đẹp nhất các chị yêu nhé. Mặc những áo khoác da này đa số chị em mình mặc phanh ra để thứ nhất là nó được chị em mình cảm giác là nhìn được cái áo ở bên trong của chị em mình. Đấy, cái áo của bên trong của chị em mình ví dụ như nó có pha ren này hoặc là có những cái màu sắc này. Đây hôm nay em giới thiệu cho các chị yêu cái áo giữ nhiệt ở bên trong là pha ren như thế này. Còn hôm nay em mặc cho các chị yêu cái áo màu sắc phối kết hợp bên đây trời nó rất là sang, cực kỳ tây. Đấy ạ, chất da này của em Nga nó là dòng da cao cấp mềm nhá, thoải mái luôn. Riêng về áo da của em Nga không hiểu các chị yêu như thế nào nhưng mà đồ da của em Nga các chị yêu nào có tin không ạ? Hoặc chị yêu nào đã dùng áo da trước kia của em Nga có làm giống như em không ạ? Em toàn cho vào máy giặt em quay. Em toàn cho áo da vào máy giặt bởi vì các chị yêu luôn luôn khi mà mặc đồ da luôn luôn các chị yêu có một câu hỏi là Nga ơi mặc áo da có bị nổ không? Đúng ạ? Ai cũng hỏi là Nga ơi mặc áo da có bị nổ không ạ? Vậy thì các chị yêu mặc áo da trước của nhà em Nga thế nào ạ? Áo da của em Nga em mặc yếu cách đây vài năm, hiện tại nó vẫn còn đang ở trong tủ của em. Em thật sự luôn em chả thấy nó nổ cái gì. Em chỉ thấy là khi em mặc nhiều ấy, em là cái chỗ này này, em này này, thì em thấy là nó bị bẩn thôi. Tức là giống như kiểu là nó cũ đi thôi các chị ạ, nó mò đi thôi. Chứ em không thấy bị nổ. Đối với những cái dòng da thời trang, bởi vì sao ạ? Riêng những cái dòng da này em nhập chính hãng, đúng lò sản xuất, đúng cái nơi ở bên kia nó chuyên về đồ da và nó dùng đồ da là da xịn. Còn nếu những cái dòng da mà các chị yêu biết rồi, nếu mình mua dòng da ấy, nó có những cái loại dòng da ví dụ da cũ, da nâu rồi thì đương nhiên nó mới bị sợ là bị nổ hoặc nó để không ấy các chị yêu nhá. Còn riêng da của nhà em Nga là năm nào qua năm đấy luôn. Đấy, nên chị yêu nào lấy thì áo da thì chốt đơn cho em Nga với hai phiên bản màu MLXL. Size M là dành cho chị yêu nào khoảng tầm 52 cân đổ về. 52 cân đổ về chị yêu nào mà khoác như em ấy mà khoang gọn thì có thể lấy cho em là 53 cân. 52-53 cân đổ về thì mặc cho em size M. 57-58 cân mặc cho em size L và 62-63 cân mặc cho em XL áo này nhá. Nên đơn cho em áo khoác da dòng cao cấp, chốt đơn cho em Nga với mã là M3, hai phiên bản màu đen và nâu đủ size MLXL. Giá là 520.000. Áo da của em Nga chỉ có giá là 520.000. Đấy ạ, rất là đẹp, cực kỳ sang và rất là mê mềm, siêu sướng luôn. Chị yêu nào thích những cái dòng như thế này thì các chị yêu có thể chốt đơn liền cho em Nga nhé. Với hai phiên bản màu đủ size MLXL ạ. Chị Thuận Nguyễn cho em xin số điện thoại ạ. Chị Thuận Nguyễn cách mới cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Đặng Thủy áo màu nâu ạ. Ok ạ. Đây ạ.
Chị yêu nào lấy áo da thì chốt đơn cho em áo da, mã sẽ là M3, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn ạ. Đẹp, sang, xịn, xuất sắc đỉnh. Chị yêu nào mà lấy áo da nhá, các chị yêu nhớ cho em nha, là nếu như chị yêu nào mà mặc áo da ấy, và chị yêu nào mà cao 1m65, 65, 66, thì các chị yêu lưu ý, vì dáng áo da này của em Nga là dáng áo da thời trang. Có nghĩa là thường em về cho các chị em mình mà những cái dáng áo da thời trang, nó không phải mặc dài qua mông đấy ạ. Ví dụ như thấp cũng mặc được, cao cũng mặc được. Nếu như chị yêu nào mà quá cao, cao 1m65, 66, thì hỏi Nga ơi chị mặc như thế này có ngắn không. Lưu ý cho em Nga, nếu như các chị yêu cao như thế thì các chị yêu lên mic cho em với chân váy như thế này. Các chị yêu lên mic cho em với chân váy nhá. Còn nếu như các chị yêu mic với quần ấy, thì trừ khi quần của chị phải là quần cặp siêu cao đấy ạ, thì các chị yêu mic lên thì các chị yêu mới không cảm giác nó bị ngắn và lỡ. Và trừ khi các chị yêu thích mặc nó cần rất tốt một chút xíu thì các chị yêu mới lưu ý để chốt cho em Nga nhá. Bởi vì những cái dòng như thế này thì chị em mình khoác với chân váy là đẹp nhất rồi, cao hay thấp đều mặc đẹp nhất cho em Nga đấy ạ. Còn đương nhiên với những tầm chị em mình cao 1m60 thì chị em mình mặc chân váy, quần short hay quần jean, hay là mặc với lại quần âu, tất cả đều được ạ. Nhưng chỉ yêu nào cao khoảng 1m65, 66 đấy ạ, hỏi là thấy áo khoác da em khoác như thế này thì chị mặc có cộc không thôi. Thì các chị yêu lưu ý, nếu như các chị yêu cao như thế thì lên mic cho em với chân váy như thế này thì không bao giờ nó là ngắn nhé các chị yêu nhé. Mic được hết, đẹp hết ạ. Và mặc nguông cho em như thế này rất đẹp. Áo da chỉ có giá 520.000, chân váy của em Nga 630.000, đẳng cấp luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy cứ nhanh tay chốt đơn nhé. Và chị yêu nào tin về áo da của nhà em Nga, những chị yêu nào mua áo da trước nếu còn ở đây, nếu mà đang xem em live cho em feedback, các chị yêu có giống em họ cho áo da vào máy giặt giặt, cho áo da vào máy giặt giặt. Thực sự em toàn áo da em cho vào máy giặt giặt, không bao giờ em giặt tay luôn đấy ạ. Nhiều chị yêu cứ hỏi là Nga áo da có bị nổ không, em nói thật sự luôn. Như em dùng thì em không thấy nổ, mà em chỉ thấy là ví dụ như chị em mình đặt trên bàn như thế này này đấy ạ, thì mình sẽ thấy có cái độ mài cũ ở chỗ này thôi đấy ạ. Hoặc lâu rồi cái dáng này mình không thích nữa thì mình bỏ, mình cho đi thôi. Chứ còn em không bao giờ, em chưa có thấy cái nào của em nó bị nổ cả. Em vẫn còn cái áo da mà chị yêu làm nhớ đây, em phải nục luôn cái áo da. Các chị yêu cứ chốt đơn đi nha. Áo của em có đủ 2M. Em đọc đi. Em chốt áo da M3, chị Thúy Hà Thu M3 màu nâu ạ. Chị Trần Tâm M3 màu nâu ạ. Chị Thuận Nguyễn M3 màu nâu ạ. Chị Quế Nguyễn M3 màu nâu ạ. Chị Quyên Phùng M3 màu nâu và đen ạ. Chị Nhân Liễu M3 màu nâu ạ. Quế Nguyễn chốt M2 và M3 màu nâu ạ. Đấy ạ, em nói là phải có đúng thì, các chị yêu nào còn nhớ cái áo da này siêu hot hit của shop em không? Chị yêu nào có áo da này giống như em không ạ? Đây, đây ạ, bằng chứng luôn các chị yêu nhá. Nó chỉ là áo da thời trang thôi, đấy, chỉ có 700.000 thôi. Không phải cần da xịn, không phải cần da gì. Nhưng các chị yêu nhớ cái mẫu áo da này của em Nga không ạ? Nhớ áo da này không ạ? Áo da này của em Nga, nó là cách đây vài năm rồi chứ không phải là của năm ngoái đâu các chị yêu nhá. Chị yêu nào có áo da này giống của em Nga là cách đây vài năm không ạ? Đấy ạ, nó chỉ như thế này thôi các chị yêu này. Đây, các chị yêu nhìn cái này của em Nga. Đây là áo của em nha. Chị yêu nào nhớ, các chị yêu nhớ này. Đây, nó chỉ như thế này thôi ạ. Đây, nó không có một cái gì, tức là nhìn các chị yêu sẽ thấy hơi cũ ở chỗ này một tí xíu. Còn đây, không có nổ, không có gì cả. Mà em cũng chỉ treo tủ thôi. Em cũng chỉ treo tủ thôi các chị yêu nhá. Đây, cái mẫu này là mẫu cũ của em rồi. Đấy ạ, các chị yêu nào còn nhớ cái mẫu này của em Nga này. Đấy ạ, đây là mẫu cũ của em rồi. Đấy, nhiều chị cứ hỏi là Nga áo da có sợ bị nổ không ạ? Đây ạ, bằng chứng đây các chị yêu nhá. Mặc bao nhiêu năm, nếu chị yêu nào còn nhớ cái mẫu cũ này của em Nga vài năm rồi, các chị yêu sẽ thấy này. Áo này rất là thích luôn. Chị Nhân Liễu 1m55 mà nặng 53 cân. Nếu như vai chị đậm thì chị lấy cho em size L nhá. Em mặc thử size L cho chị nắm này. Nếu như mà vai các chị yêu đậm một chút xíu á, tức là người trên các chị yêu đậm thì các chị yêu lên lấy L giúp em Nga, bởi vì vai trên của em Nga là vai nhỏ. Nên là em thường chốt cho các chị yêu khoảng 52 cân, 53 cân. Chị yêu nào mà người cao nhỏ, vai nhỏ thì các chị yêu mới chốt được là 53 cân nhá. Đấy ạ, còn nếu không các chị yêu cứ lấy cho em khoảng 52 cân được về mặc M. Đấy ạ, để các chị yêu cài. Còn nếu như mà các chị yêu chỉ khoác thôi thì kể cả các chị yêu 53 cân mà cao 1m55 vẫn mặc được cho em nha. Nên em sẽ mặc L cho các chị yêu để các chị yêu cảm nhận giữ size này. Áo M3 59 cân, size L vừa không? M3 59 cân cao bao nhiêu ạ?
59 cân chị cao bao nhiêu chị yêu ơi? Thường mà 59 cân mà người không phải chị lấy cho em XL. Đây em mặc M, giữa M và L nhá. Đây em mặc size L này. Riêng về áo da thì em tự tin luôn, bởi vì năm nào em cũng bán áo da, nhưng em chỉ bán những cái dòng đúng cao, đúng thời trang như thế này thôi. Thực sự luôn ấy, em không hiểu làm sao nhưng em không thích mặc áo da xịn. Nếu như chị yêu nào không biết có phong cách giống em không, em không thích mặc áo da xịn đâu. Những áo da mà da thật với các thứ em không thích mặc, em chỉ mặc đúng thời trang như thế này thôi. Và mặc nên nó rất đẹp, dễ phối đồ, dễ mix và cực kỳ sang. Mình thích thì mình mặc, không thích thì mình có thể thay. Nó rất đơn giản, nó rất nhẹ nhàng. Đây em mặc L đây các chị yêu này. Đấy à, nên 59 cân thì chị nên lấy cho em XL nhá. 59 cân thì chị mặc cho em XL. Nên nếu như chị yêu nào mà 53 cân ấy, mà vai đậm một tí xíu các chị yêu có thể lấy L cho em nha. Vì nó không chênh quá nhiều đâu ạ. Đấy ạ, form của nó khá là chuẩn luôn. Cuộc đời hạnh phúc ghi là màu nâu size S là mã nào có size S vậy? Các chị yêu ơi, lấy mã nào mà áo da của em Nga thì size đánh là MLXL. Chân váy là SM, còn áo giữ nhiệt là free size các chị yêu nhá. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn. Các chị yêu là tin em Nga, các chị yêu yên tâm luôn ạ. Cực kỳ thích và cực kỳ mê. Áo giá 520.000, đẹp, sang, xịn, xuất sắc đỉnh ạ. Chân váy là 630.000, áo giữ nhiệt có 230.000 thôi ạ. Cao 1m65, 59 cân thì mặc. Cao 1m65, 59 cân đó chị biết hả? Nên lấy cho em XL đi chị biết hả? Chị Hà VKS ạ. Chị nên lấy cho em size XL đi chị yêu ạ. Vì chị cao nhưng mà chị lên lấy để mình mặc cho nó thoải mái, mình khoác cho em ý. Đấy ạ. Mặc dù là chị rất là cao, chị lấy 59 cân, chị ơi giữa size đấy. Nhưng mà em nghĩ là chị nên lấy, trừ khi mà người chị cao nhưng mà phần trên chị gọn, phần dưới chị đậm nhiều. Chị muốn mặc là chị khoác chủ yếu hơn em. Tức là nếu như chị cao 1m65 mà chị nặng 59 cân nhưng mà chị mang tính chất là chị mặc áo da nhưng chị chủ yếu là khoác nhiều hơn so với việc chị cài, thì chị có thể lấy M cho em Nga, lấy L cho em được. Còn nếu không chị cứ lấy XL cho em Nga nhé. Đấy ạ. Em ơi chưa có phao ở em. Áo phao em sẽ áo phao có nhưng mà lên từ dần dần ạ. Chị hay mặc size L hàng chuẩn. À, tại vì cái form này của em Nga nó là form vừa chị ạ, form vừa chị yêu nhé. Form vừa. Đấy, nếu bình thường form của em Nga là M là 55 cân, L là 60 cân thì chắc chắn chị mặc L thôi. Nhưng cái form này của em Nga là M là khoảng tầm 52, 53 cân, L là 57, 58 cân. Vì form nó là form vừa, form giữa ấy. Đấy, thì chị nên lấy cho em Nga là XL. Đấy, XL các chị yêu nhé. Đấy, rồi ạ, size XL là khoảng tầm 63 cân. Chị Niêu Nguyễn Thị ơi, tầm 63 cân là mặc cho em XL nhá chị yêu nhé. 63 cân lấy cho em XL ạ. Đấy, em đang khoác L đấy ạ. Rồi chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em áo da, em sẽ khoác nhanh sang màu đen nhé. Comment cho em đúng cú pháp là M3 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Bởi vì thực sự là em đang khoác áo giữ nhiệt này, em đang mặc với chân váy da, với áo khoác da nó nóng. Nên các chị yêu thấy là nó nóng là em là nó giữ nhiệt đấy chị yêu. Nó cái áo giữ nhiệt này nó chuẩn hàng giữ nhiệt đấy các chị yêu ạ. Các chị yêu không thấy không? Đây à. Các chị yêu nhìn cho em Nga này. Đây áo giữ nhiệt xịn này, các chị yêu thấy này, kéo lên như thế này. Chứ bình thường các chị em mình cứ bây giờ các chị yêu cứ mở tủ ra cái áo giữ nhiệt các chị yêu có kéo được như thế này không? Đây. Áo giữ nhiệt này. Các chị yêu thấy nó như thế này này. Siêu sướng luôn à, bởi vì nó co giãn cực kỳ tốt luôn, nên em có nói rồi, các chị yêu nào mua áo giữ nhiệt này của em Nga tin đi ạ, sướng vô cùng luôn. Đây các chị yêu nha. Đúng như thế này cho em Nga. Tay áo giữ nhiệt này thì đúng khung bắp túi của nó là như thế này thôi. Đây. Túi của nó cứ như thế này thôi các chị yêu nhá. Đấy, rất là thích luôn. Nên chị yêu nào lấy thì các chị yêu cứ chốt đơn cho em Nga. Áo giữ nhiệt nó sẽ là chuẩn là mã M1, 230.000 có 3 phiên bản M. Rất đẹp và cực kỳ sang xịn luôn. Đây. Phun bóc túi đây ạ. Các chị yêu chốt đơn cho em nha. Rồi. Chị VKS Hà lấy M3 màu nâu ạ. Ok ạ. XL đúng không? Đúng rồi, XL cho chị. Chị nên lấy XL. Đây các chị yêu nhá. Đấy, áo giữ nhiệt này. Nóng lắm các chị yêu ạ. Kéo lên được một tí sướng ạ, bởi vì nó mát. Kéo lên được một tí sướng, nó rất là mát luôn. Nguyên thủy M1 màu đen ạ. Đấy ạ. Nên các chị yêu sẽ thấy áo giữ nhiệt này. Áo giữ nhiệt, nếu bình thường áo giữ nhiệt các chị yêu cứ ở áo giữ nhiệt các chị yêu đi. Hàng mà chị em mình cứ bảo ngày mai kia nó về đúng mùa, xong mình mua bảo là một là các chị yêu mua, em biết đến khi vào mùa nó sẽ có những cái áo giữ nhiệt các chị yêu mua chỉ có 100 bao nhiêu thôi nha. Em nhớ là nó chỉ rơi vào khoảng ví dụ như là 100, tầm 179.000, 189.000, 199.000 cũng có giữ nhiệt, nhưng cái chất nó khác nha các chị yêu nha. Không giống được như áo giữ nhiệt em đang mặc đâu ạ. Đấy ạ. Nên nếu như áo giữ nhiệt xịn của em Nga mà các chị yêu mua mà được 230.000 mới là đỉnh ạ. Mới là đỉnh nha các chị yêu nha. Đấy. Lưu ý cho em Nga là như vậy. Rồi, đây.
em khoác màu đen đây các chị yêu nhá. Em khoác là màu đen đây ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Chân váy của em Nga đang mặc là chân váy da nhá. Da này siêu sướng luôn. Chất sướng vô cùng luôn các chị yêu ạ. Chân váy da này mềm. Em cất một cái chân váy da này đi rồi. Bởi vì thật ra em cũng khá là kén ấy. Bình thường em ít chân váy da nó phải là chân váy như thế nào em mới giữ. Đấy ạ. Nhưng chân này quá đẹp, quá mềm. Như thật luôn các chị yêu ạ. Mềm. Cảm giác sờ nó xuống như thật luôn. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn này. Đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Áo giữ nhiệt có mức giá là 230.000. Em có 3 phiên bản màu đen, màu da nhạt và da đậm. Đấy ạ, chân váy da của em Nga 2 size M, 2 size 63, 64 cân đổ về 630.000. Áo khoác da của em Nga đen, nâu, ML, XL 63 cân đổ về em chốt đơn. Giá có giá là 520.000 thôi. Còn bây giờ sẽ qua mã nhá. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy em nào thì cứ comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Này, em đứng gần một chút xíu để các chị yêu nhìn rõ dáng của màu đen này. Em đang mặc là size M nhá các chị yêu. Đấy ạ, em đang mặc là size M nhá, đẹp lắm luôn nhá. Rất ngây luôn. Cái dáng của nó rất là sang, cực kỳ mê ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Áo da chỉ có giá là 520.000 thôi các chị yêu ạ. Hàng đầu mùa, loại 1, siêu đẹp luôn ạ. 520.000 nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em nha. Các chị yêu nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em nha. Riêng về dòng áo da các chị yêu cứ yên tâm luôn. Đấy ạ, những chị yêu nào mà có thắc mắc hoặc là băn khoăn thì các chị yêu cứ nhận hàng kiểm tra hàng giúp em. Chị đúng là hỏi quần chip size to đi. Có ạ, quần chip chị inbox ở trong trang có nhá chị yêu nhá. Chị Đinh Tuệ áo len. À lên áo len đi, ok chị Đinh Tuệ, em sẽ lên với các chị yêu một bộ áo len cột. Đúng không ạ, nói áo len em mới nhớ. Cái này em phải lên luôn, chắc chắn là em nghĩ là không còn nhiều đâu. Chắc còn được khoảng, chắc còn được chục chiếc áo đấy thôi. Vì em nghĩ là em đăng, em up mất rồi. Nó siêu đẹp luôn. Chị Nguyễn Thúy mở một màu đen, ok ạ, cho chị. Rồi em sang nhá, em qua mã nhá. Chị yêu nào mà Dinh muốn sở hữu cái mã này, các chị yêu cứ xem lại like rồi chốt cho em nha nhé. Hiện tại em đang sẵn cho các chị yêu. Còn bây giờ em sẽ lên đây. Rồi ạ, bây giờ em sẽ lên nha. Ô, cái này vẫn còn sót vàng này. Xanh thì mới còn, ủi, sắp hết rồi còn đâu nữa. Cái áo mà chị, áo mà mới nạ nạ đi nhỉ. Rồi ạ, chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em nha. Bây giờ em qua mã đây ạ. Áo da có 2 phiên bản màu ạ. 520 thôi. Áo giữ nhiệt các màu khác thì em xin phép mặc sau nha. Em qua mã vì nóng quá. Thực sự là nóng quá các chị yêu ạ. Rồi em lên mã tiếp theo này. Cho chị còn gì. Nóng quá. Nó hết cả mồ hôi đấy các chị yêu ạ. Rồi em xin phép được lên mã tiếp theo nha. Rồi, em xin phép giới thiệu về cái áo tiếp theo. Kim Phạm M3 màu đen ạ. Ok ạ. Mặc như này sang nó dễ chịu hẳn luôn các chị yêu. Bởi vì áo giữ nhiệt kiểu lóng lóng các chị yêu. Em toát hết mồ hôi. Nói thật sự luôn, toát hết mồ hôi luôn. Tại vì nó không phải là áo thun bình thường. Mấy hôm trước em lên cho các chị yêu hàng Ami ấy, thì nó vẫn là cái dòng kiểu dạng kiểu của cotton thun thôi. Chị em mình có thể mặc hè được, xuân, hè, thu, đông. Chị em mình đều mặc được áo đấy.
Nhưng cái dòng áo giữ nhiệt này ạ, nó là có cái chất liệu giữ nhiệt luôn đấy ạ, cho nên khi mà mặc lên nó nóng lắm, nó nóng ấm luôn các chị ạ, toát hẳn mồ hôi luôn các chị yêu nhá. Đấy ạ, nó không dày đâu các chị yêu, sờ nó không dày đâu ạ. Đấy ạ, nó không dày đâu, nó rất là vừa, nó rất là mỏng, nó rất là co giãn, nhưng các chị yêu sẽ thấy không? Phải mặc với trải nghiệm được giống như em. Rồi, bây giờ em xin phép được giới thiệu sang cái áo này. Ok các chị yêu. Đây ạ. Các chị yêu ơi, áo này nhá các chị yêu nhá. Chị yêu nào mà không dinh được màu cốm, nhưng mà rất may là tại vì màu cốm thật ra là em có bù về rồi, nhưng mà em chỉ đủ để chưa đủ để trả cho khách nhá. Màu xanh, màu cốm à, màu cỏ úa, màu vàng cỏ úa của cái mẫu này này, em còn chưa trả được cho hết được cho các chị yêu. Em nói thật sự. Đấy ạ, nhưng mà rất may là nó lại về cho em cái màu cỏ úa nhưng mà kẻ như thế này. Nó rất là đẹp, cực kỳ xinh, và áo này em khẳng định với các chị yêu rất là mê, cực kỳ tuyệt vời các chị yêu nhá. Dành cho những chị yêu nào thích một cái dáng áo ạ, những chị yêu nào mà khó mặc áo này, giấu dáng này, thích mặc dáng giấu này, rất là đẹp, cực kỳ xinh và hàng cao cấp nhá. Áo này thì các chị yêu thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga, và cái dòng chất liệu của em Nga nó là dòng mông tư ghi, nhưng mà cực kỳ thích luôn, hàng chuẩn loại 1 cho em Nga. Vì mẫu này nó sẽ có một cái dòng nữa rẻ hơn khoảng tầm 4-50, nó sẽ có một dòng nữa là rẻ hơn 4-50. Nhưng khi các chị yêu mua ấy, các chị yêu sẽ thấy nó khác hẳn về chất nhá các chị yêu nhá. Cái chất này của em Nga em test luôn ạ, nhưng số lượng không nhiều đâu. Số lượng em lấy em chỉ có bằng này thôi. Em chỉ còn bằng này thôi, bởi vì là em về nhưng mà đây, em chỉ còn đúng bằng này thôi. Em xin phép được chốt cho đúng bằng này. Chị Nhung xin hỏi 60 cân, nhưng tay chị to có mặc được áo da XL không? 60 cân mặc cho em XL áo da ok ạ. À, vai to nhiều chị mặc khoác cho em thì thoải mái luôn chị ơi. Chị mặc khoác cho em thì thoải mái nhá. Em không có nhiều. Ôi, còn bằng này thôi á, chị về nhiều lắm mà. Chị về. Ôi. Đây, không có nhiều, em chỉ chốt được bằng này chị thôi các chị yêu ơi, ít lắm luôn. Áo này em chỉ chốt được bằng này chị thôi. Ít quá luôn. Tại vì áo này em up rồi. Đây. Các chị yêu nhìn cho em Nga nha. Nó là dòng chất liệu này, cao cấp cho em Nga, cực kỳ đẹp và rất là mê. Áo này của em Nga thì các chị yêu thoải mái quay trong may là cho em Nga, và các chị yêu không yên tâm, không no, bị bay, bị dão, bị xước. Đấy ạ. Với cái áo len mông tơ ghi mà em đang cầm ở đây, lên cho em Nga sẽ là mã M4 nhá. Đấy ạ, chị yêu nào đấy M1, M2, M3 cứ inbox vào trong trang giúp em Nga. Đấy ạ, còn bây giờ sẽ giới thiệu về M4. M4 này thì hiện tại em có số lượng có hạn ở đây thôi, nên em sẽ chốt trực tiếp trên live cho các chị yêu luôn nữa này. Đấy ạ, bởi vì những chị yêu nào mà chốt sau thì các chị yêu chờ dùng em Nga nhé. Đây, các chị yêu nhìn cái chất liệu giúp em. Các chị yêu nhìn cái chất liệu len cho em Nga này, mông tơ ghi, cao cấp rất sang xịn, cách phối của nó hoàn hảo luôn. Đấy ạ, bản kẻ giữa tông màu cỏ úa với các chị yêu nha. Với cái tông màu kẻ, cái này nó gọi là kẻ be, các chị yêu rất là sang, cực kỳ đẹp. Đấy ạ, áo của nó là cổ thuyền, hàng loại 1. Đấy ạ, tay hơi cánh rơi như thế này, cho nên những chị yêu nào gầy thì cũng mặc như em Nga. Chị yêu nào đậm thì cực kỳ giấu dáng luôn. Em bao vừa hết cho các chị yêu 66 cân đổ về em chốt đơn. Nên chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo này thì nên đơn cho em mã áo này là M4 nhá. Rất là đẹp, cực kỳ sang, các chị yêu yên tâm luôn cho em nha. Các chị yêu nhìn em test luôn nha. Vì em nói là tại sao mà áo này các chị yêu thoải mái. Các chị yêu nghe thì tiếng em cào không ạ? Các chị yêu nghe thì tiếng em cào về áo này không ạ? Đây, các chị yêu yên tâm luôn cho em Nga. Chị yêu nào muốn sử dụng cái chiếc áo này nên đơn cho em Nga. Áo sẽ là mã M4, 66 cân đổi miếng chốt đơn, cực kỳ đẹp và rất là sang. Chị yêu nào yêu thích cái tông màu em đang mặc thì lên đơn cho em cái áo này. Mức giá cho em Nga là 420.000, 420.000 cho em Nga áo M4 các chị yêu nhé. Và chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo M4 cao cấp, rất là sang xịn, hàng loại 1, hàng chuẩn. Hàng này em khẳng định với các chị yêu là các chị yêu mà nếu mua đúng loại này trên thị trường nhà em Nga, các chị yêu mua 550 mà các chị yêu thấy nó quá rẻ. Chị yêu nào bình thường các chị yêu mua áo này nó phải rơi vào khoảng tầm 650 nếu các chị yêu vào shop. Đấy ạ, đấy là các chị yêu vào shop, bởi vì bản thân khi mà các chị yêu cầm sờ nó sẽ khác hẳn hoàn toàn. Em test cho các chị yêu được cái độ gọi là xước của cả cái dòng chất liệu mông tơ ghi nữa. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Lên cho em Nga mã áo là M4 kèm theo số điện thoại để em chốt đơn nếu khách mới nhá. Cứ comment cho em đúng thứ hai em chốt đơn. Đẹp, sang xịn, quá là sang. M3 màu đen size M ạ. Ok ạ. Toàn vũ M4 ạ. Ok ạ, em chốt liền nhá. M4 em có hạn thôi nên chị yêu nào lấy M4 thì nhanh tay ạ. Ok ạ. M4
M4 420.000, đảm bảo bao đẹp, bao sang, bao xịn luôn ạ. M4 em chốt đơn cho chị Đoàn Vũ ạ. Chị yêu nào đấy, giày em đang đi là 620.000 chị Hà Thị Mộng Nguyễn ạ. Giày em đi là 620 thôi chị yêu nhá. Đấy ạ, và giày này của em Nga thì hiện tại em đang còn đang lẻ size thôi ạ, không đủ size. Đấy ạ, nên chị yêu nào đấy thì chốt đơn. Áo em đang mặc M4 cho chị Hoa Lê Nguyễn này. Các chị yêu tin em đi ạ, mã rồi cho em Nga nhá. Hàng chuẩn mã này 22033. Nhìn lưu ý cho em Nga nhá, mã này của em Nga là 22033. Các chị yêu nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em Nga, bởi vì nó có một cái loại mà rẻ hơn 450.000 nữa nhá, nhưng em về hàng chuẩn. Mà hiện tại là chỉ có cái mẫu hàng loại 1 này của em Nga nó mới có bản màu này. Nó có một cái bản màu mà cái màu này đấy ạ, và một cái màu kẻ nữa, chút xíu em sẽ lên ở phía sau cho các chị yêu. Nhưng có, bởi vì em mới up được cái tông màu này nên cho nên là các chị đang lấy hết cái màu này rồi đấy ạ. Còn cái loại mà rẻ hơn 450.000 thì nó chưa có bản màu này đâu đấy ạ. Nên chị yêu là lấy, bởi vì cái dòng mà bao giờ ra sau ấy thì cũng bao giờ cũng sẽ là ăn theo, nên bao giờ cũng là bản màu nó sẽ hẹp hơn so với lại cái loại xịn, bởi vì loại xịn nó bắt đầu nó ra cái loại này thì anh mới biết anh có mất đấy ạ. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nha. Rồi ok chị Hà Linh Nguyên này, chị Kim Phạm cho em xin số điện thoại ạ. Chị Kim Phạm khách mời cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Vũ Kiện M4 này, chị vứt ra chưa nhỉ? Ok chị Vũ Kiện M4 này, chị yêu là lấy M4 thì nhanh tay chốt đơn nha em. Chị áo chị đặt có cho em, chị Phương Thảo là đặt áo gì nhỉ? Chị Phương Thảo đặt áo mẫu gì chị Phương Thảo nhỉ? Em kiểm tra đơn của chị Phương Thảo nào. Xem có đơn của chị Phương Thảo chưa. Áo em đang mặc có giá là 420.000 ạ. Chị Vũ Kiện em chốt đơn rồi ạ. Chị Hoa Lê Nguyễn em rồi nhá, các chị yêu nhá. Giày em đang đi thì còn lẻ size thôi. Để em sẽ kiểm tra lại đơn của chị Phương Thảo ạ. Áo em đang mặc 66 cân đổ về em chốt đơn. Đẹp, sang, xịn. Màu của nó tông màu cỏ úa kẻ, siêu sang luôn. Ôi mặc đẹp rất ngay luôn ạ. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không riêng rúa, nhưng nó siêu xinh ạ. Chị yêu nào thích tây ạ, các chị yêu tin em đi. Các chị yêu tin em đi ạ. Cái tông màu này nó gọi là đỉnh cao luôn đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì các chị yêu chốt đơn nhá. Nó lại là cỏ úa nhưng mà tông kẻ, các chị yêu siêu hiếm luôn. Chuẩn hàng loại 1 hiện tại mới đang có cái màu này, chứ còn cái loại mà rẻ hơn 450.000 không có đâu ạ. Nên các chị yêu cứ yên tâm luôn cho em nha. Đẹp, sang, xịn. Bởi vì màu này là đợt này em mới đang vừa mới về được. Đấy ạ, em vừa mới về được, chứ còn đợt trước các chị yêu thấy là không có đúng không ạ? Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn. Mã cho em Nga là M4 kèm theo màu. À kèm theo số điện thoại em chốt đơn ạ, 420 nhá. Comment cho em đúng cú pháp này em nên lên đơn ạ. Rất là đẹp, cực kỳ sang. Xuất sắc đỉnh luôn cho em Nga. À, quần em Nga đang mặc thì hiện tại em còn 26, 27, 28 thôi nhỉ. Quần em đang mặc ấy, đúng không? Quần chị đang mặc ấy đúng không? Chị Phương Thảo thì chưa. Áo em đang mặc là 420, chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. 40 áo này cho em Nga nhá, dành cho chị yêu nào từ 48 cân cho đến 66 cân đều mặc đẹp cho em Nga. Rất là đẹp và cực kỳ say xịn. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Đấy ạ, còn vài chiếc cuối cùng nữa thôi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 chiếc này. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay ạ. Mã là M4 ạ. À, gửi cho chị một cái M4. Ok chị Ngô Thị Xuyển này. Tin em đi, các chị yêu lấy đi các chị yêu ạ. Không có hàng đâu, các chị yêu yên tâm luôn đi ạ. Chị yêu là không lấy mấy nữa, không chờ được màu này đâu các chị yêu ạ. Đẹp ngất ngây ạ. Tại vì những màu gì mà em có nói là lên cho các chị yêu y rằng là cháy hàng, nên các chị yêu tin em đi. Em thực sự luôn ạ, chị yêu là tin cái màu này đẹp ngất ngây. Chị Liên Vũ ạ, ok chị Liên Vũ ạ. Ok chị Liên Vũ em chốt đơn này. Chị Vũ Kiện, chị Ngô Thị Sử, chị chốt đơn rồi này. Chị Hành Nguyễn 1M4 em chốt đơn này. Các chị yêu nhanh tay, hết rồi, sắp hết rồi các chị yêu ơi. Nhanh tay comment cho em đúng cú pháp là M4 các chị yêu ơi. Còn có vài chiếc nữa thôi ạ. Ok chị Hành Nguyễn 1M4 em chốt đơn. Chị yêu nào mà chốt sau thì ở chế độ dự phòng giúp em M4 nhá. Mẫu em Nga chỉ cao có 1m54 thôi ạ. Em Nga chỉ cao có 1m54, các chị yêu nhìn cái chất liệu này cho em Nga này. Đấy ạ. Nó cái chất liệu này thì khá là đanh, cực kỳ thích luôn, thoải mái quay trong máy giặt. Các chị yêu nhận cái hàng này đi ạ, các chị yêu sẽ thấy á, nó đẹp, sang, xịn, chất liệu khác biệt nhé. Các chị yêu nhé, 420.000 giúp em nha. 65-66 cân đổ về em chốt đơn. Dáng áo siêu giấu dáng luôn, giấu vai, giấu ngực. Nói chung những chị yêu nào có khuyết điểm về phần trên, muốn giấu phần ngực đi này, muốn giấu vai này, chị yêu nào có mỡ thừa hay ở đây nhiều này, hay lằn nhiều này, rồi bụng mỡ này,
thì các chị yêu lấy chuẩn cho em chiếc áo này. Đấy ạ, rất rất là đẹp, nhưng quan trọng là kiểu của nó rất là đẹp và cực kỳ xinh. Em show vi lại cho các chị em một chút xíu nhé. Áo mẫu em cao 1m54 và nặng 55 cân hơn chị Nhị Đỗ Thị nhá. Em chỉ cao có 1m54 và nặng 55 cân hơn thôi. Đây ạ, em sẽ show vi cái chiếc áo này để các chị yêu cảm nhận. Ôi, nó đẹp ngất ngây. Em còn 3 chiếc. Chị yêu nào nhanh tay thì chốt đơn cho em nha. Mã là M4 ạ. Rồi M4 em chỉ còn vài chiếc nữa thôi, nên là em qua mã luôn nhá. Chị yêu nào xem lại sau, các chị yêu còn thì chốt nhá, không chốt thì các chị yêu chờ bù dùm em nha. Tại vì nó còn ít ạ. Siêu đẹp luôn. Bởi vì áo này em đặt khá nhiều đấy, nhưng mà các chắc là một số các chị yêu đặt inbox đấy, nên là em bị thiếu số lượng rồi. Đây. Đấy ạ. Tại vì hai ngày em bận quá nên em cũng không biết là còn bao nhiêu để em mù luôn. Nên là chắc cái này thì phải chị yêu nào muốn lấy thì phải sau lễ ra thì chắc em mới mù được cơ. Sau lễ ra em mới mù được. Đây. Đấy, rất là đẹp, sang lắm luôn. Đỉnh cao luôn cho em áo này. Ngất ngây luôn ạ. Ôi, màu vàng cỏ úa. Tông kẻ siêu sang. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá, comment cho em đúng cú pháp để em lên đơn. Áo của em Nga chỉ có mức giá là 420.000. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em đúng chính hãng, đúng như em test hay không. Đấy, các chị yêu tự cảm nhận, các chị yêu sẽ lấy được cái xem đúng là em test xong có chuẩn không nha các chị yêu nha. Có đúng như những gì em nói không. Đấy ạ. À, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Rồi em qua cái mã áo M4 này. Đấy, em chỉ còn có mấy áo M4 nữa thôi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Rồi, em qua mã M4 nhá. Đảm bảo các chị yêu mẫu này chị yêu nào không nhanh tay là ngày mai hết. Rồi bây giờ em sẽ lên mã tiếp theo, M5. Em xin phép được lên một mã tiếp theo là M5. M5. Xem sao M5. M5 này nha. To được đúng còn 3 cái này chưa? Đây, tôi lên luôn. Áo này hiện tại em chỉ còn đúng 3 chiếc. Tay cũng hết rồi. Nhưng em xin phép được lên nha. Nói thật sự áo này thì em cũng hết size đấy ạ. Tưởng cái đã hết vàng mà bây giờ còn sót được 2 em vàng. Lên luôn ạ. Cho chị yêu nào thích em áo len kiểu rất là xinh thực chất như thế nào. Một cái là nhạt, một cái là đậm. Chị yêu nào mà thích một cái chiếc áo nhá, rất là đẹp cực kỳ sang như thế này. Các chị yêu nhìn giúp em nha. Nó khá là lạ luôn ạ. Đấy, hiện tại em chỉ còn sẵn đúng 2 chiếc màu vàng. Tôi đã tưởng màu vàng hết này. Hôm nay bảo em màu vàng hết mà cuối cùng sẵn còn được 2 cái màu vàng. Đấy là các chị yêu chốt con xanh. Giờ còn đúng một chiếc xanh, 2 chiếc vàng thôi các chị yêu nhá, nên em mặc luôn. Đấy ạ. Còn chị yêu nào mà muốn lấy nữa các chị yêu chờ bù hộ em nha. Áo này chị yêu nào lấy thì chờ bù. Hiện tại em còn 2 vàng. 2 vàng 1 xanh ạ. Tiếp theo cho em áo là mã M5. Áo này của em Nga thì khá là phong cách nha các chị. Áo này của em Nga thì khá là phong cách luôn. Em có 2 phiên bản màu ạ. Tuy nhiên hiện tại vàng em còn đúng 2 chiếc ạ. À, xanh thì em còn sẵn 1 chiếc thôi các chị yêu nhá, là hết. Đây. Nha, còn chị yêu nào lấy nữa thì các chị yêu chờ bù hộ em. Áo này thì nó là một dòng áo len mông tư ki kiểu tay phối sơ mi, nhưng nó khá là lạ các chị yêu, dòng cao cấp nhá. Dòng xịn cho em nha. Vào đây các chị yêu ơi. Em khá thích ở cái này này. Không biết là các chị yêu có thích cái phong cách này giống em không? Em thấy nó có một cái phong cách đẹp. Nó có một cái xích như thế này. Xích này thật ra các chị yêu không thích, các chị yêu bỏ cũng được. Nhưng mà như em thì em nghĩ là để thì nó sẽ là khá là xinh. Bởi vì nó lạ ấy các chị yêu. Đấy ạ. Em đang mặc là tông màu vàng nha các chị yêu nha. Xinh vô cùng luôn. Em có vàng và xanh. Đấy ạ. À, vàng thì còn sẵn 2 chiếc và xanh thì còn sẵn 1 chiếc bởi vì là khách lấy hết rồi. Nhưng em muốn lên để các chị yêu nhìn dáng. Đấy, các chị yêu nhìn dáng áo này cho em nha. Còn nếu như chị yêu nào lấy, các chị yêu chờ bù sau hộ em với. Đấy ạ. À, chị yêu nào lấy này, nên đơn cho em áo này. Bởi vì vừa rồi em về nhưng mà mới về nô đầu ấy, nên là cũng được ít ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em áo này với mức giá là 520.000 giúp em nha. Áo em đang mặc có giá là 520.000. Chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo em đang mặc 520.000 thì comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nhá. Màu em đang mặc là màu vàng, áo sơ mi
dòng cao cấp ạ, sơ mi phối nhá, Montagi phối á, kiểu cách cho em rất là sang xịn đấy ạ. Giá là 520.000 giúp em nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Đã comment cho em đúng cú pháp. Áo này thì em bao vừa cho các chị yêu khoảng tầm 60-61 đấy ạ. Chị yêu nào gọn người 62 cân đổ về thôi. Nói chung là khoảng tầm 60-61 cân đổ về là các chị yêu mặc đẹp nhất cho em nha cái áo này nhá. Áo này các chị yêu mặc với quần jean cũng được, quần short cũng được, chân váy cũng được, mấy nữa sang hơi thu một chút xíu ạ. Các chị yêu mix cho em với những chân váy xòe đi bốt cho em nha, rất là đẹp, cực kỳ sang và siêu trẻ luôn. Nói chung là ăn gian tuổi với chiếc áo này. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Mức giá là 520.000. Em đang mặc là màu vàng nhá. Em mặc luôn sang màu xanh bởi vì nó chỉ còn sẵn có hai chiếc màu vàng, một chiếc màu xanh thôi. Đấy ạ. Còn lại là những chị yêu nào mà lấy ở trong inbox rồi thì các chị yêu có rồi nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ chốt xanh luôn, à xanh xanh luôn ạ. Áo của em nga là M5, 520.000 thôi ạ. Tầm 60-61 cân đổ biến chốt đơn nha. 60-61 cân đến chốt đơn. Em quay nha. Nhìn kỹ cho em nha. Đây đây đây. Rồi ạ. Hôm nay em nhận được hàng rồi, ưng hết mất luôn. Em cảm ơn chị Nga Lê. À, quần em Nga mặc mã gì vậy? À, quần em mặc em chưa lên chị Đặng Thủy ạ. Quần này thì em quần này thì thật ra là em nghĩ là em nên khá là nhiều rồi ấy. Nó là cái quần mà ngoài túi nó có cái túi nó là túi gì nhỉ? Nó gọi là bình thường là chị em mình là túi chìm, còn cái túi này gọi là túi gì? Không phải chìm thì gọi là gì? Túi nổi ạ. Cái túi của nó là nổi, nó khá cá tính như thế này. Nhưng mà quần này thì hiện tại còn có vài chiếc thôi nhỉ? Một chiếc 26, mấy chiếc 27, mấy chiếc 28 thôi. Em đang mặc quần này là size 6 đấy. Quần này là có giá là 500.000. Quần em đang mặc có giá là 500.000. Nhưng mà hiện tại thì em còn một chiếc 26, đúng là cái chiếc mà 26 em đang mặc, và 27 và 28 thôi. Nên là vừa rồi nếu mà chị yêu nào mà thích cái quần này thì các chị yêu chốt đơn cho em nha nhé. Nó có 6, 7, 8 thì dành cho các chị yêu khoảng tầm 68, 69 cân đổ về. Các chị yêu mặc đẹp cho em chiếc quần này. Mức giá là 500.000. Nên hộ em là M6 á. Cái quần này thì em đang bù rồi, bởi vì là em đang nợ size 25 khá là nhiều. Em đã bù size 25 rồi, nhưng mà khi nào về thì em sẽ báo nhé. Đấy ạ, cái quần này, quần này rất là đẹp luôn. Quần này dễ mặc lắm luôn. Quần này em phải nói là quá đỉnh luôn nhá. Cái dáng của nó siêu đẹp, mix đồ với các chị yêu mà những cái tầm của chị em mình ấy, mặc những cái quần này nó cực kỳ xinh và rất là sang, dễ mặc luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Chị Phương Thi một áo màu vàng này. Màu vàng cho chị Oanh Đặng này. Ok, chị Oanh Đặng một màu vàng này. Chị Phương Thi màu vàng luôn đúng không? Vậy là hết vàng. Bây giờ mãi không chốt được quần này. Thế à, chị Đỗ Quyên, quần này chị lấy như thế nào ạ? Chị có chiều cao cân nặng như thế nào ạ? Ok ạ. Chị nhận được áo gió rồi, đẹp lắm, cảm ơn Sóc nhé. Em cảm ơn chị Hoàng Huế Hoàng, em cảm ơn chị yêu. Đấy, quần chất vải gì? Quần của em Nga là quần jean chị Niêu Nguyễn Thị nhá. Quần này là của quần jean ạ, quần này đẹp lắm luôn. Em nói rồi, tại vì những cái nếu mà chị yêu nào mà mê về đồ jean, các chị yêu sẽ để ý ạ, khi nào mà em về á là em chọn lọc. Các chị yêu sẽ thấy khá có ít shop nào mà chọn lọc toàn những cái mẫu gọi là chất lọc ấy ạ, chất lọc. Những cái mẫu mà chị em mình mặc lên đều sang cực kỳ đẹp luôn. Đấy ạ, nhìn là mê luôn các chị yêu ạ. Bây giờ em sẽ mặc màu xanh nhá. Hôm nay em về, tại vì thật ra là nó là mẫu mới nên em về được có mười mấy chiếc hai màu ấy. Em về được có mười mấy chiếc hai màu ấy. Cho nên là bây giờ thì xanh thì em còn một này. Vừa xong em tưởng vàng là còn hết thôi. Thế mà vàng vẫn còn được shop. Vàng hết rồi. Vàng bây giờ hết rồi. Hết vàng rồi. Chị Hương màu vàng dự phòng. Chị Hương màu vàng ở dưới dự phòng giúp em ạ. Chị nhận áo rồi, đẹp mê ly. Em cảm ơn chị Hà Nguyên. Chị Phương thi áo vàng vừa nhỉ? Phương Thi á, tại vì có mấy chị Phương Thi. Chị Trịnh Hương lấy M5 vàng chuyển sang màu xanh dùm em được không? Hiện tại em còn xanh này, đấy ạ. Còn chị yêu nào một lấy áo này nữa thì ở chế, thì chờ em nhá. Em bù rồi, chờ em bù rồi đấy ạ. Đây, đẹp không các chị? Ngất ngây luôn, màu gì cũng đẹp cho em nha. Màu vàng, màu xanh.
siêu dễ mặc luôn nhá. Thật sự luôn, em chọn lọc cho các chị yêu, các chị yêu cứ yên tâm luôn ạ. 520.000 cho em áo này. Chị yêu nào thích hàng cao cấp hẳn luôn. Nói chung là dòng sang, độc lạ, xuất sắc nhá. Các chị yêu chốt đơn cho em nha. Nó là bông tư ghi phối sơ mi rất là đẹp, giá là 520.000. Một em coi như là quá đỉnh luôn như thế này. Đấy ạ, rất là chất, mặc lên cực kỳ trẻ luôn. Cái này nó có cái tang các chị yêu này. Đấy ạ, cài nhẹ nhàng thôi các chị yêu nhá, phối. Khá là lạ, cực kỳ sang độc. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp là M5 kèm theo màu xanh này em chốt đơn nhá. 60-61 cân đổ về em chốt đơn ạ. Đấy ạ, chị yêu nào muốn đặt áo này thì có thể inbox vào trong trang. Để khi nào mà hàng em về các bạn sẽ trả trước cho các chị yêu nhá. Đấy, em lên qua nhanh cái áo M5 này. Bây giờ sẽ sang M6 luôn. Thì chị Hương đổi sang màu xanh ạ. Ok ạ. 63 cân không vừa. 63 cân ạ, 63 cân thì cái này em sợ không vừa mất rồi. Rồi ạ, em qua mã này nha, lên cho em Nga một mã tiếp theo luôn này. Ok các chị yêu. Rồi ạ. Xuất sắc. Có một cái mã áo này. Áo này đấy. Thấy chưa lên đúng không? Ok, em qua mã này nha. Rồi nên cho các chị yêu một mẫu này nữa đi. Em nên cho các chị yêu một mã phối này đi. Mã phối sơ mi này nữa đi. Rồi. Sang áo phối sơ mi nên cho các chị yêu thêm một mẫu áo phối sơ mi thì ý Nguyễn 63 cân, 62 cân vừa đấy. 62 cân vừa đấy chị cho 63 cân. 62 cân. 62 cân. Nói chung là vẫn mặc được cho em nha. 62 cân chị vẫn mặc được cho em nhá chị yêu nhá. 62 cân vẫn mặc được cho em nha. Đấy ạ, 62 cân vẫn mặc được cho em ạ. Nhưng bây giờ ở chế độ dự phòng em mất rồi thì Nguyễn Luyến ơi, sai cho em mẫu này. Mẫu này thì tay của nó nỡ hơn, giá của nó thì mềm hơn, nó khác nhé. Cái dòng này thì nó là dòng kiểu, dòng cao cấp hơn hẳn luôn. Còn cái dòng này của em Nga thì nó là dòng cao cấp, nhưng mà nó cũng là cao cấp ạ. Nhưng cái dòng em đang mặc thì nó là dòng cao cấp hơn hẳn. Bởi vì đương nhiên các chị yêu nghe giá thì các chị yêu cũng biết là cái dòng nào, chắc là em không nói các chị không biết là nó phải cao cấp hơn hẳn. Nhưng mà cái dòng này em mặc cho các chị yêu này, khá là đẹp. Em có màu này, màu nó đẹp lắm, xanh này. Áo này đẹp, áo này em mặc lên đẹp ngất ngây luôn. Trời ơi, màu vàng này, màu cốm này. Màu vàng này cũng đẹp quá. Màu cam, mặc màu cam trước nha các chị yêu nha. Áo này em sẽ mặc màu cam, màu xanh này nó đẹp quá. Áo này em thấy màu xanh đẹp ơi là đẹp này. Nhưng em sẽ mặc cam, bởi vì sao? Em đang mặc màu xanh, em lại mặc thêm màu xanh này nó hơi bị đội. Các chị yêu sẽ không nhìn được rõ dáng. Các chị yêu sẽ không thấy được cái hai cái nó khác nhau như thế nào. Nên xin phép được mặc màu cam trước cho nó hai màu nó khác biệt hẳn luôn. Đó, nó ngây luôn. Rồi. Tiếp theo không em. Nguyễn Luyến lấy thì chờ em là sau lễ em giả nhá chị Nguyễn Luyến nhá. Nếu mà chị đồng ý thì sau lễ em giả nhá. Tại vì hiện tại bây giờ sẵn thì em hết rồi, em bù rồi. Nhưng mà phải sau lễ em mới giả được cho chị áo M5. Nếu mà chị đồng ý thì chị ok giùm em. Đây, cái M6 này. Cái áo này thì em bao vừa hết cho các chị yêu. 65 cân đổ về các chị yêu đều mặc được cho em Nga nhá. Sướng vô cùng luôn. Đấy ạ, ai đang mặc có 4 màu. Thế độ em là M, quần của em Nga là M6 này, 500.000. Áo em đang mặc là mã M7 đi. Thế là chị Nguyễn Nguyễn mà lấy M5 thì vui lòng ok giúp em là sau lễ em giả nhá. Sau lễ em giả, tại vì hiện tại em đang hết sẵn mất rồi. Về được bao nhiêu ạ? Giày em đang đi. Giày đang đi bao nhiêu chị ơi? Chị Mến Hoàng ơi, giày em đang đi có mức giá là 620.000 thôi. Giày em đang đi có giá là 620 thôi ạ. Nhưng mà tạm thời bây giờ là em hết rồi, em đang hết hàng cái giày này rồi. Em đang hết rồi nên là các chị yêu đợi khi nào mà em bù được em sẽ báo các chị yêu nhé. Hiện tại giày này thì em đang hết mất rồi. À nếu mà các chị yêu có thích, các chị yêu đi sang cho em cái mã Prada. Rồi lên cho em cái áo tiếp theo này. Áo này của em Nga có 4 màu. Màu em đang mặc là màu cam. Cách phối của nó khá là lạ nhá. Nó cũng là một kiểu mông tư ghi phối sơ mi dòng cao cấp. Nhưng các chị yêu nhìn cho em Nga, tay của nó là tay lỡ như thế này. Tay của nó là tay lỡ nhá các chị yêu nhá. Rất là đẹp, cổ này. Đơn giản phối một cái em cổ sơ mi, cổ xinh.
Áo này cũng xinh ạ. Mà giá lại mềm nữa cô ạ. Áo này rất là xinh, áo kia thì kiểu, nhưng áo này thì xinh. Chất của nó đấy. Các chị yêu nhìn cái chất của nó này. Nhìn chất cho em ạ. Cái chất này thoải mái, các chị yêu quay trong máy giặt cho em Nga nha. Đây, các chị yêu nhìn cái chất của nó cho em Nga này. Mông tơ ghi. Cái áo này thì các chị yêu mặc ngay luôn và được cho em luôn rồi. Rất là đẹp, cực kỳ sang. Em có tông màu cam này, tông màu xanh này, cam này, xanh này, vàng này. Màu gì nữa nhỉ? Đen à? Đen nữa các chị yêu nha. Đây ạ, cam này, xanh này. Các chị yêu chờ em xíu. Chờ em chút xíu nhé, em sẽ báo giá cái em áo này. Ui này, ngất ngây luôn. Quan trọng đó là chất loại một các chị yêu, chất xịn cho em Nga. Nhìn cái chất các chị yêu đã thấy nó như thế này rồi. Các chị yêu nhìn cái chất này. Các chị yêu nhìn cái chất cho em Nga này. Quan trọng cái chất của nó xuống nhé. Quan trọng cái chất của nó xuống cho em Nga nha. Đây là chị, cho chị cái điện thoại. Chờ em chút xíu em sẽ dơ bốn màu cho các chị yêu. Em chút xíu em lấy điện thoại đã. Nét ngay. Em có 4 màu cho áo này. Rồi áo này của em Nga có 4 màu như sau. Cái máy chơi của kia này em đã bị ẩn comment rồi. Chờ em tí xíu nhá. Rồi em sẽ chốt cho Thiên báo giá này. Em có màu cam này, màu vàng này, màu vàng này nhưng mà vàng của nó là vàng cốm ấy các chị yêu ạ, đúng không nhỉ? Cái vàng cốm của các chị yêu nó không phải bị vàng sáng, vàng chóe đâu các chị yêu nhá. Nó rất là đẹp, kiểu vàng không phải cốm hẳn đâu mà là có hơi có úa một tí xíu đấy. Vàng vàng kiểu có úa các chị yêu ạ, rất là đẹp luôn và cái cách phối của nó rất là sang, cực kỳ tây. Trời ơi ngất ngây luôn. Màu có úa này, đấy ạ. Thì em cứ gọi là vàng cho dễ nhá. Cam này, vàng này, xanh này và đen. Em có 4 màu cho áo này, 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Giá cho em Nga này 370.000 cho em áo này. Áo của em Nga đang mặc có mức giá cho em Nga là 370.000. Chị yêu nào lấy chốt đơn cho em Nga là M7. Kèm theo màu, kèm theo số điện thoại để em chốt đơn ạ. Lên lấy cho em Nga hai cái thay đổi các chị ơi. Nó đẹp ngất ngây luôn, cách phối của nó siêu sang. Rất là tây, cực kỳ tuyệt vời các chị yêu ơi. Form gọn các chị yêu nha. Siêu đẹp cho em Nga. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga mã áo là M7. Kèm theo màu, 16, kèm theo số điện thoại em chốt đơn ạ. M6 là quần. M6 là quần. Quần là 500.000 là M6. Áo là M7. Áo cho em Nga là M7 các chị yêu nhá. Lấy hộ em nên áo cho em Nga là M7 ạ. Chị Phương Thi lấy màu cam với đen ạ. Ok ạ. Một thêm một cam một đen nữa cho M7 nhá chị Phương Thi nhá. Áo em đang mặc là M7. Mức giá cho em Nga là 370.000. Chị Nhị Đỗ Thị M1 màu đen, M3 màu đen. Ok ạ. M1 màu đen, M3 màu đen áo da đúng không? Ok ạ. M1 màu đen, M3 màu đen áo da. Ok, các chị yêu nào lấy M1, M2, M3 cứ inbox cho em Nga. Chị Phương Thi là lấy một áo hay hai áo đấy ạ? Tức là chị lấy màu cam với màu đen này, hay là chị lấy là cái màu pha của em Nga, chị gọi là đen cam ạ? Là chị lấy một áo hay hai áo đấy ạ? Áo em đang mặc là mã M7 ạ, 370.000 thôi ạ. 65 cân đổ về em chốt đơn. Chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp là M7. Kèm theo màu, kèm theo số điện thoại để em lên đơn ạ. 370.000, đẹp, sang, xịn, chất nhất và giá vô cùng mềm luôn. 370, quan trọng hàng chuẩn đấy, ngồi xem nha. Đây, em mặc cho các chị yêu ngắm nhé. Sơ vin này cho các chị yêu nhìn. Vuông cũng đẹp mà sơ vin cũng càng đỉnh. Xinh lắm. Cái cách phối em nhìn em ưng ngay từ giây đầu tiên. Khi em nhìn cái bản phối họ gửi cho em Nga là em đặt ngay luôn về cho các chị yêu. Bởi vì cái bản phối này nên chị em mình mặc á, rất là sang, dễ mặc, cực kỳ xinh. Và bản màu của nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy á. Và chất liệu thì trời ơi, quá là đỉnh khi em nhận hàng. Nó đanh, thoải mái quay máy giặt cho em Nga. Ủa, cái chất này em khẳng định luôn các chị yêu nhận chỉ có mê luôn cho em Nga thôi. Đây ạ. Công ty mấy hai áo cam cộng đen ạ. Ok ạ.
Đây ạ, chị yêu là tin em dinh luôn đi các chị yêu. M7. Trời ơi, thật sự là bỏ qua là tiếc, cái cách phối của nó khá là đẹp luôn nhá. Phải gọi là rất là sang, cực kỳ tây. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Trên là màu đen, đã có dòng chữ này, cách phối này, dưới này cùng cái tông màu cam của nó là cam cháy các chị yêu nhá. Cam này của em Nga đang mặc là cam cháy các chị yêu ạ. Thì Thu M7 màu cam ạ. Ok ạ, áo màu cam cháy các chị yêu nhá. Áo một size 65 cân đổ kèm chút đơn, đẹp ngất ngây luôn ạ. Tông cam cháy các chị yêu, còn ngất ngây luôn cái áo này. Tay của nó lại tay lỡ rất vừa phải, chị em mình mặc được ngay vào luôn luôn các chị yêu ạ. Sướng vô cùng, trời ơi, đẹp quá luôn nhá. Sang tông cam cháy các chị yêu, sang lắm luôn ạ. Tin em đi, trời ơi ngất ngây. Thì em mặc màu xanh cho các chị yêu cũng ngắm cho em Nga nhá, đẹp lắm luôn. Chị yêu nào yêu thích thì lên đơn hộ em là áo là M7. Đảm bảo các chị yêu nhận áo này sẽ cực kỳ mê. Đấy ạ, một trong những cái áo mà cách Montagy phối cổ sơ mi rất là đẹp, cực kỳ sang. Em đảm bảo sẽ là một trong những cái mã mà các chị yêu mặc là đẹp mà mê, cực kỳ xinh luôn. Đấy ạ, bởi vì em cũng rất là khá kén mẫu luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Thì tuyên M7 màu gì ạ? Chị yêu nào lấy M7 cho em thêm màu nhá, cho em thêm màu. Áo này em có 4 màu ạ. Chị Thùy Duyên lấy M7 màu gì cho em thêm màu? Em đang mặc áo này là màu cam này, cam cháy này. Em có cam cháy này, có xanh lá này, có màu vàng, có úa này, có màu đen. Em có 4 màu cho mã này. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Xin chắc. Rồi em đang mặc cam cháy. Chị Nguyễn Mỹ Hiền M7 màu cam ạ. Ok ạ. Tùy duyên màu cam ạ. Ok ạ. Áo của size. Áo một size thôi các chị yêu nhá. Áo em đang mặc là một size thôi ạ. Áo em đang mặc là một size nhá. Rất rất là đẹp luôn. Cực kỳ xinh. Đấy, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Chị Hương M7 vàng ạ. Ok ạ. Màu vàng hình như còn đúng một chiếc màu vàng thôi em ạ. Ok, màu vàng là còn đúng, màu vàng. Ok này, đúng một chiếc màu vàng. Còn đúng một chiếc màu vàng. Khách. Đúng một chiếc màu vàng. Màu vàng chị yêu là lấy sau, ok ạ. Ok chị. Rồi em sẽ mặc sang màu xanh nhá. Em sẽ mặc qua màu xanh, tí nó màu vàng thì chị yêu là lấy thì ở sau giúp em. Rồi bây giờ em sẽ mặc sang màu khác này. Màu cam, ok ạ. Chị yêu nào lấy cam thì chốt đơn cho em cam nha. Bây giờ em sẽ mặc sang xanh đây ạ. Rồi. Em mặc xanh để một cái màu cam cháy rất là đẹp luôn. Vàng là vàng có úa đảm bảo đẹp, có 370.000 rất sắc đỉnh luôn. Các chị yêu nhìn hàng rồi, các chị yêu nhìn hàng cho em nó như thế này cơ mà. Khuôn bóc của nó đây ạ. Các chị yêu nhận hàng cứ như thế này cho em Nga nhá. Đảm bảo là các chị yêu sờ đấy đẹp, đây màu xanh đấy các chị ơi, đẹp không ạ? Xanh lá em bảo đẹp mà. Xanh lá em bảo đẹp mà. Xanh của nó nhá, cái mẫu này của các chị yêu để ý nhá, cái mẫu này của em Nga, cái tông màu gam màu của nó khá là trầm, tức là cái tông màu của nó rất là trầm luôn, tại vì cách phối mix của nó ấy, nó rất là đẹp. Đây là em buông hết dáng áo cho các chị yêu nha, em kéo dài dáng áo này, nếu mà áo là cái kéo này nó dài xuống nó sẽ như thế này cho em nha. Đấy ạ, nhưng mà người em Nga chỉ cao có 1m54, em nặng 55 cân. Đấy ạ, nếu như chị yêu là không thích sơ mi, các chị yêu để như thế này cho em nha. Sáng rất sang luôn.
tin em đi, cái màu xanh lá này bình thường các chị yêu sẽ thấy nhá, cái tông màu cam cháy của em đang nó đẹp rồi, thật sự là cái tông màu cam cháy và tông màu vàng em cũng nói rồi, nhưng mà bởi vì cái tông màu xanh này làm sao mà em là em cũng bảo các chị yêu là các chị yêu lên lấy cái tông màu xanh này, bởi vì sao, cái cách phối của nó, cái xanh này nó phối đen ạ, cho nên là khi mà các chị yêu thấy cái bản phối này á, nó sẽ làm cho cái tông xanh nó nổi bật và nó cực kỳ đẹp luôn, nó sang nhưng sang một cách hoàn hảo luôn các chị ạ. Nó không phải là xanh hết một màu mà nó xanh kiểu xanh phối màu, cho nên nó vừa đủ luôn các chị ạ. Nó vừa có đủ độ đẹp, nó vừa có cái đủ cái độ mà cảm giác khi mà chị em mình phối đầu phối lên như này nó sang. Đấy ạ, những chị yêu nào mà hay thích xanh rồi đen, các chị yêu kết hợp cho em ra, các chị yêu minh cho em cái màu này quá đỉnh luôn. Nó xanh gọi là ở bên ngoài các chị sẽ thấy nhá, xanh nhạt hơn. Em đang thấy trên line của em Nga là nó hơi bị sáng hơn. Không biết là máy trên cái hình ảnh của em vậy, không biết là trên của chị có gói không. Bên ngoài của nó đẹp lắm luôn cái màu xanh này. Đã, nên chị yêu là lấy thì chốt đơn ạ. Áo da mình vừa không Nga, chị Mina áo da có vừa không nhỉ? Áo màu xanh cho chị Đậu Thị Hà, ok, 58 cân mặc đẹp cho em Nga luôn nha. Chị Đậu Thị Hà vui lòng chuyển khoản inbox vào trong trang chuyển khoản giúp em Nga nhé. Đấy, chị xem cái áo da em ơi, đây chị Hiệp Phạm ơi, áo da nhá, các chị yêu khoác như thế này cho em Nga, đây. Các chị yêu mặc cho em áo này, sau đó các chị có thể khoác áo da luôn cho em Nga này. Đẹp ngất ngây luôn. Đây ạ. Đẹp ngất ngây luôn ạ. Đấy ạ. Các chị yêu thích nha, các chị yêu có thể như thế này, sơ vin vào áo bên trong cho em Nga một chút xíu. Ngất ngây luôn cho em Nga, áo da đây ạ. Áo da đây các chị yêu nhá, em đang mix với quần này. Để các chị yêu nhìn được cái dáng áo khi em mix với quần nó như thế này nhá các chị yêu nhá. Đó là dòng thời trang đấy ạ, rất đẹp luôn. Áo da đây ạ, nó không quá ngắn không quá dài, nó không, nhưng mà nó đủ để chị em mình mặc lên, nó cân đối vừa phải, vừa trẻ trung vừa xinh luôn. Khoác rất nhẹ nhàng tinh tế, mix quần short quần jean quần âu đều đẹp, mix chân váy cho em Nga thì đẳng cấp luôn rồi đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy áo da cứ xem lại like chốt cho em Nga nhá. Đấy ạ, còn áo em đang mặc là mã M7, em đang có cam, hiện tại em đang còn cam, xanh lá và màu đen các chị yêu ạ. Nên chị yêu nào lấy tin em đi chốt cho em cái màu xanh này, tin em chốt cho em màu xanh này đấy ạ. Nếu mà các chị yêu tin em Nga vào cái sự cảm nhận của em Nga, bởi vì xanh thì cũng khá nhiều xanh, nhưng mà không phải xanh nào em cũng nhấn mạnh để các chị yêu lựa chọn đúng không ạ. Thường em sẽ những cái màu nào ở bên ngoài em cảm nhận ấy, đấy, nên chị yêu nào lấy thì rất là đẹp nhá, xinh ạ. Rất là xinh cho em Nga, màu cam cháy này thì quá đỉnh luôn rồi. Cam cháy này, cam cháy cái tông màu của nó này, rất là đẹp luôn ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé, cái nó mặc là màu bảy. Bờ 7, 65 cân đổ về em chốt đơn ạ, có 370.000 thôi ạ. Chị Nguyễn Mỹ Hiền, chị chuyển khoản M7 rồi. Dạ, em cảm ơn chị Nguyễn Mỹ Hiền, em cảm ơn chị yêu. Đã, nên chị yêu nào lấy M7 cứ comment cho em đúng cú pháp M7. Kèm theo màu, kèm theo số điện thoại là em chốt đơn nha. Nếu khách mới, đây, màu cam. Em sơ vin xanh nhá, sau đó thì em sẽ qua mã màu xanh. Đẹp ngất ngây ạ. Màu xanh này, chị yêu nào lấy. Đẹp ngất ngây. Quan trọng nhất là cái chất của nó đẹp các chị yêu ạ. Cái chất này các chị yêu thoải mái quay máy giặt cho em Nga, không sợ bay, không sợ ráo ạ. Lưu ý cho em Nga nhá, cái áo này của em Nga nó là hàng cao cấp. Nó không có tang mác gì đâu các chị yêu ạ. Nó giống y xì như cái hàng mà em like cho các chị yêu, cái mã gì nhỉ, cái mã này này, đây này, nó y xì như cái mã áo là em like cho các chị yêu đây này. Nó chỉ có đúng cái đây, các chị yêu nhận nó đúng full box như thế này thôi. Nó không có tang mác, nó không có của hãng nào hết, nó không có gì hết, nhưng hàng của nó là hàng cao cấp, hàng chuẩn loại một luôn cho em Nga. Đấy ạ, cái áo em đang lên cho các chị yêu cũng như vậy luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Quần em đang mặc là 500.000 nha chị Đậu Thị Hà. Quần em đang mặc là 500, mà áo em đang mặc là 370 ạ. Này, xanh đẹp quá. Xanh xinh nhiều các chị. Tin em đi, áo Montagi phối sơ mi, đảm bảo các chị yêu nhận hàng là mê. Dinh cho em hai màu áo này đi các chị yêu. Kiếm được cái áo Montagi phối sơ mi tay lỡ mà đẹp sang xịn như thế này không phải lúc nào cũng có. Đã, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Nên chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp là M7 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Tay dáng lỡ vừa đẹp, 370.000 thôi. Rất là xinh luôn cho em nha. Bây giờ sẽ lên màu cuối cùng. Chị yêu nào muốn sở hữu màu xanh thì các chị yêu chốt đơn nhá. Đừng bỏ lỡ, không lại chờ bù đấy ạ. Vì những cái dòng này là những cái dòng mà em về hàng mẫu mới, cho nên đương nhiên là
em còn phải xem về chất, đúng không ạ? Cho nên em không về số lượng được nhiều đâu. Chính vì thế nên chị yêu nào mà lấy những cái giá như thế này này. Bởi vì những cái dòng nào mà em biết, em đã từng, tức là em đã về rồi, thì lúc đấy em gối ngay vào luôn mà em chưa lên cho các chị yêu ấy, thì lúc đấy em có thể em có sẵn số lượng cho các chị yêu. Nhưng ví dụ như những cái mẫu này là em về đấy ạ, nhưng mà em còn chưa kịp gì, cho nên em chưa cảm nhận được hết cái độ đẹp của nó để mà em xác định luôn là em gối luôn đấy ạ. Cho nên là hiện tại chị yêu nào lấy thì các chị yêu chốt đơn nhá. Còn như thế này nó yên tâm là em sẽ có gối cho các chị yêu đấy ạ. Vì nó quá đẹp luôn ạ, cái chất của nó quá là xịn luôn. Thoải mái quay trong máy giặt cho em nha, nhìn cái chất này. Thoải mái quay trong máy giặt cho em nha. Giá thì 370, siêu rẻ. Em nói thật sự là một chiếc áo len như thế này siêu rẻ. Đó, hàng xịn cho em nha nhá, cao cấp. Đó, tông xanh. Rồi em mặc cái màu cuối cùng của mã 17 ạ. 47 cân mặc có được không em? Áo này thì chị yêu nào khoảng nếu 47 cân chị sơ vin vào cho em như em đang mặc là ok nhá chị tùy duyên. 47 cân chị mặc như em Nga đang mặc sơ vin thoải mái luôn ạ. Quần em đang mặc là quần jean chị Trung Kiều nhá. Quần em đang mặc là quần jean ạ. Quần em đang mặc là quần jean. Áo em đang mặc thì là mông tơ ghi phối sơ mi. Form rất là gọn cho nên là chị 47 cân chị mặc như em đang mặc luôn. Dễ mặc luôn ạ. 47 cân, 45 cân là mặc được áo này rồi. 45 cân các chị yêu mặc cho em Nga. Một là các chị yêu mặc bởi vì những cái dáng này này, nó không phải là dáng ôm bó vào cơ thể. Đây các chị yêu nhìn nhá. Em Nga là 55 cân đúng không ạ? Các chị yêu nhìn này, cái dáng áo này của em Nga nó không phải dáng áo ôm. Đấy ạ. Nó không phải là dáng áo ôm bó vào cơ thể như thế này. Nên là các chị yêu có 47 cân, các chị yêu cũng mặc như em đang mặc kiểu như thế này. Vì dáng bản thân nó không phải là dáng áo ôm, mà nó chỉ là dáng áo gọn thôi. Nó không phải là dòng áo cánh rơi, nó rất là vừa phải. Đấy ạ. Nên là các chị yêu 45 cân cũng mặc được cho em Nga. Nếu sơ vin và cho em Nga là mặc như thế này. Còn các chị yêu mặc vuông thì các chị yêu thấp thì các chị yêu kéo lên như em Nga mặc nhá. Ok nha. Bây giờ em sẽ mặc sang màu cuối cùng của mã M7 ạ. Sau đó thì em qua mã 64 cân mặc được nhá chị Lê Hường ơi. Áo em mặc 64 cân vừa. Áo em đang mặc là em bao vừa cho các chị yêu đến 65 cân ạ. Ok chị yêu. À không, không cần sơ vin. Cái này không cần sơ vin ạ. Áo này các chị yêu không nhất thiết sơ vin ạ. Đây ạ. Áo này các chị yêu không nhất thiết sơ vin nhá. Các chị yêu mặc như thế này cho em Nga thôi ạ. Đây. Chị em nào không thích sơ vin, các chị yêu không cần sơ vin và cho em Nga. Có nghĩa là áo này nó là cái dáng form, không phải là dáng áo ôm body. Đấy ạ, không phải dáng áo ôm vào cơ thể. Nên bản thân các chị yêu có 45 cân hay 46 cân, 47 cân, 48 cân, các chị yêu cũng mặc như em mặc. Nhưng nó không phải là dòng áo cánh rơi, cho nên nó không quá thụng. Cho nên là những các chị yêu mặc đều được cho em Nga. Và các chị yêu mặc như em mặc như thế này luôn. 47 cân thì mặc buông thì nó giống y như em đang mặc như thế này luôn. Đấy ạ, đấy ạ. Nên là cái này nó có co giãn thì các chị yêu 65 cân đủ người các chị yêu đều mặc được. Đấy ạ, nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nha. Rồi bây giờ em sẽ mặc nên màu cuối cùng. Đấy ạ, cho mã áo M7 chị yêu là lấy chốt đơn nhá. Lên mã quần khác đi. Ok chị Trung Kiều. Ok chị yêu ạ. Quần ạ, quần các chị yêu vào trong fanpage hộ em đi nhỉ. Được không ạ? Chờ em đi xíu nhá. Chờ em đi xíu ạ. Nhiều mẫu đấy ạ. Các chị yêu có thể vào trong trang đi. Tại vì hôm nay em không có ý định em lên quần thôi. Chứ còn quần thì các chị yêu có thể vào trong trang để theo dõi giúp em nha. Ví dụ như các chị yêu ạ, các chị yêu có thể lựa chọn cho em cái quần cạp có chữ Chanel như thế này. Hoặc là các chị yêu có thể có cái cạp quần baggy thì có cái khuy như thế này cho em nha. Quần dáng đứng cho em nha, dáng suông cho em nha, dáng vẩy cho em nha. Các chị yêu có thể tham khảo nếu mà các chị yêu thích quần jean. Tại vì hôm nay này em không có ý định lên quần, thành ra là các chị yêu thích. Tại vì là em chỉ tiện cái quần này ấy, là nó không có thắt lưng. Nó không có thắt lưng. Cho nên là khi mặc phối kết hợp áo em không phải em dễ mặc thôi. Đấy ạ, tức là em buông cũng được mà em sơ vin cũng được. Cho nên là em lấy luôn nó để em mặc thôi, bởi vì nó rất là tiện và cái form của nó khá là đẹp, nó dễ mặc, chị em nào cũng mặc được. Đấy, cho nên là em mặc thôi, chứ còn quần này của em Nga cũng có còn hàng đâu. Đấy ạ, cho nên là chẳng qua là em đang không phải là em có ý định lên quần đâu, cho nên là em không lên thôi ạ. Đây. Đây là màu cuối cùng của mã áo M7 các chị yêu nhá. Ngay. Áo M7 này. Chị yêu nào lấy áo M7 thì chốt đơn. Quần này của em Nga hình như là còn một chiếc 26, 27, 28 mỗi cái, còn có 1-2 chiếc ấy mà. Đấy, còn có ít thôi ạ.
có những mã quần là số lượng em báo luôn trên trên trang rồi đấy, để cho các chị yêu dễ đặt, bởi vì chờ bao giờ hàng về thì lúc đấy em mới báo được cho các chị yêu, chứ còn nó còn một vài cái vì nhiều khi các chị yêu nhìn luôn được, các chị yêu inbox cho nó dễ đây. Đấy, em soạn được thì em báo luôn đây. Chị yêu nào này áo em đang mặc nhá, M7 màu đen, em đang mặc là màu đen em. Comment cho em đúng cú pháp là M7, kèm theo màu, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Sang xịn không cần sơ vin cho em cũng đẹp, giá 370 ạ. Đấy ạ, giá 370.000. Áo da là mã gì? Áo da là mã bao nhiêu nhỉ? Áo da là mã M3. Áo da là mã M3 chị yêu ơi. Áo da của em Nga có mã là M3 chị yêu nhá, chị Minh Mai nhá. Áo da là mã M3. Chân váy là áo giữ nhiệt là mã M1. Áo da là mã M3. M7 màu xanh cho chị Nguyễn Bích ok ạ. Đẹp lắm luôn ạ. Chị yêu là cứ tin em Nga thì cứ dinh nhá. Đẹp ngất ngây. Thực sự là những cái áo này thì khẳng định với các chị yêu là mê. Chút xíu em sẽ mặc cho các chị yêu một mã áo nữa. Cái này thì em chưa up ảnh ạ. Đấy ạ. Nhưng mà màu của nó em nghĩ là các chị yêu sẽ cực kỳ thích. Những chị yêu nào mà đậm người, các chị yêu vào hết cho em cái mã này. Xuất sắc đỉnh luôn. Đẹp, sang, xịn, siêu đỉnh luôn nhá. Đây là màu cuối cùng cho mã áo M7. Chị yêu nào thích một cái áo bông tơ ghi tay nỡ phiên bản mới nhất của năm nay, em khẳng định là phiên bản mới nhất luôn ạ. Đấy ạ. Và hàng cao cấp nhá các chị yêu nhá. Chất liệu cái này các chị yêu có thể nhận hàng kiểm tra hàng cho em nha. Cách phối sơ mi khá đẹp. Đấy ạ. Cách phối màu của nó khá lạ. Đấy ạ. Nó làm cho cái áo này cực kỳ lạ, độc và sang các chị yêu nhá. Đấy. Nên chị yêu nào thích cái áo này các chị yêu chốt đơn cho em nha. Em khẳng định cho các chị yêu là áo này siêu đẹp luôn. Cái áo em đang mặc M7 á. Chị yêu nào mà đang kiếm tìm cho em Nga một cái áo mông tơ ghi phối cổ sơ mi cao cấp rất là đẹp thì đừng bỏ qua cho em cái áo M7 này, vì nó quá đẹp luôn nhá. Nhìn cái hàng xịn nó khác hẳn. Nhìn cái hàng xịn, nhìn cái hàng cao cấp với cái chất liệu của nó, các chị yêu sẽ thấy nó khác hẳn luôn ạ. Đây. À tí cho chị cái váy liền đi chị, mix với lại áo da cho. Các chị ngắm áo da mix với lại chân váy liền quá đẹp luôn. Đây các chị yêu nhá. Đấy. Cái quần này của em Nga thì nó siêu dễ em mix thôi, nhưng mà hiện tại thì em đang còn có vài chiếc thôi, nên chị yêu nào có nhu cầu các chị yêu inbox hoặc các chị yêu chốt liền lên trên live cho em Nga. Quần là 500.000. Đấy ạ. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. 6869 cân đổ về em chốt đơn được quần. Đấy ạ. Còn áo em đang mặc đẹp. Màu quá đỉnh. Cho chị cái màu xanh chị dơ lên lại cho các chị yêu này. Áo này hiện tại em còn 3 màu các chị yêu nhá. Bây giờ sau đấy thì em qua mã đây. Áo này đẹp. Đẹp ạ. Xuất sắc. Xinh quá. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Mã là M7 ạ. M7 65 cân đổ về để em chốt đơn chị yêu nha. Chị Minh Na là... Chị Minh Na có vừa áo da không nhỉ? 63 cân không vừa đúng không? Hả? Chị Minh Na ơi, áo da đấy chị không vừa mất rồi chị Minh Na. Chị bao nhiêu cân? Chị Minh Na không vừa rồi ạ. Chị Trương Thế M7 màu đen ok ạ. Chị quên nãng M7 chị vừa không? Chị quên nãng vừa đúng không? 65 cân là chị quên nãng vừa đúng không? Hảo quá đẹp luôn ạ. M7 này quá đẹp luôn ạ. Em nói thật sự luôn. Nhìn đã thấy mê rồi. Hả? 68 cân á. Chị quên nãng ơi, 68 cân thì áo này lại không vừa mất rồi. Chị phải chọn ra cho em cái dòng 68 cân cơ. Áo này của em Nga chỉ tầm 64-65 cân đổ về thôi. Nên áo này chị không vừa mất rồi. Đẹp quá, ngất ngây luôn ý ạ. Xinh vô cùng. Đấy ạ, các chị yêu chỉ mặc đi chơi cho em Nga, mặc đi làm cho em Nga. Chỉ đơn giản như thế này thôi, không cầu kỳ. Một chiếc quần jean bé đơn giản, hoặc một chiếc quần Âu rất là sang. Các chị yêu mix với một chiếc áo mông tơ ghi phối cổ sơ mi. Đấy ạ, mặc lên. Đấy ạ, vừa lịch sự, vừa sang, vừa trẻ trung, cách phối độc lạ luôn ý. Em phải nói là cách phối này nó khá độc lạ. Và bản màu của nó, cách phối của nó làm cho chị em mình cảm giác nó rất là tây luôn các chị yêu nhỉ. Màu của em đang mặc là đen này, nhưng nó không phải là đen hoàn toàn. Đấy ạ, đấy ạ, đen nhưng mà đen gọi là đen lạ luôn các chị yêu nhỉ. Đen rất là xinh luôn. Đấy ạ, rất là đẹp luôn. Đen kiểu cảm giác mình mặc lên nó rất là gọn đi các chị yêu. Nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy ạ, màu xanh này. Màu xanh này, trời ơi cái màu xanh này. Đấy ạ, màu xanh này các chị yêu ơi. Xanh, cách phối của màu xanh nó đẹp. Màu cam này các chị yêu ơi, cam cháy này. Trời ơi, áo này ba tông màu này phải gọi là đỉnh cao luôn. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em M7 để em chốt đơn nhé. Đẹp, sang, xịn, xuất sắc đỉnh nhá. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy cứ comment cho em M7. Còn bây giờ em xin phép được qua một mẫu nữa. Tại vì hai ngày em bận em không like được. Nên là hôm nay em xin phép được qua một số mẫu rất là nhanh.
nhá, để cho các chị yêu có thể có nhiều lựa chọn luôn nhá. Nhưng mã nào mà em ít thì em sẽ chốt trực tiếp luôn ạ, hết là em hết luôn. M7 có giá là 370.000 thôi chị Trương Thế ạ. Chị mặc vừa không, chị Thúy Hường vừa nhỉ. Chị lô bông, chị cao 1m60 có vừa áo da không? À chị cao 1m56, chị lô bông ơi, chị mặc đẹp cho em Nga luôn ạ. Chị mặc cho em vừa luôn áo da cho chị lô bông nhá. Nếu vai chị đậm, chị cao 1m56 mà vai chị đậm chị lấy cho em size XL. Nếu mà vai chị và chị ngực, vai ngực đậm thì lấy cho em XL là vừa áo da luôn chị lô bông nha. Đấy ạ. M7 màu đen cho chị Lê Hường, 72 cân cao 1m68 vừa không em? Chị Bình Nguyên ơi, 72 cân cao 1m68 thì cái áo này em sợ là khá, chị chắc chắn là cũng khá gọn đấy, nhưng mà em sợ nó vẫn cứ hơi 50-50 ấy chị Bình Nguyên ạ. Nói chung là đi nó hơi 50-50, hơi 50-50 rất là được, nhưng mà hơi 50 bởi vì cái chất liệu này của em Nga nó là hàng cao cấp nên nó khá là đanh, nó khá là đanh luôn, nên là các chị thoải mái quay cho máy giặt cho em Nga. Đấy ạ. Chị Trương Thế ơi, áo này của em Nga là 370 nhá, nếu chị vẫn lấy thì chị ok này dùm em nhá. Đấy ạ, bởi vì là vai mình hơi đậm, nếu vai hơi đậm thì chị lấy cho em XL đi chị nô bông ạ. Chị lấy cho em size XL áo da nhá, chị lấy cho em XL áo da. Đấy ạ, rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ lên cho các chị yêu một mã tiếp theo này. Xinh chưa? Các chị ngắm một lần nữa nhá, em qua đây, xinh xuất sắc. Mặc là mê, rồi lên cho em cái mã này ạ. Lên cho em một áo tiếp theo. Siêu đẹp luôn. Áo này em chưa up. Sao ạ? Nó đẹp. Nhưng em nói thật sự là em tức là em báo số lượng ở bên Trung Quốc ấy, khi mà em báo cái mẫu này này. Em báo cái màu này này. Mà chỉ được có cho em là hình như là được chục chiếc gì đấy thôi. Nên em không, em lên em không dám up luôn. Đấy ạ, bởi vì sao ạ? Nếu mẫu này mà em up giống như cái màu cốm ấy là sẽ không có để lên cho các chị yêu, bởi vì nó chỉ được khoảng tầm, em nhớ là được tầm chục chiếc thôi. Đấy ạ, cái áo này này, cái tông màu này cho em nha nhá. Lên cho em cái áo này là mã M, tại vì nó là hàng loại 1. Đấy ạ, em đặt cái gam màu này là gam số lượng luôn. Đấy ạ, và cái tông màu cốm là số lượng luôn. Nhưng mà hiện tại có tông cốm đấy là được về được cho em là được mấy chục chiếc. Đấy ạ, nhưng mà hiện tại bây giờ em chỉ cốm, em chỉ còn có 3-4 chiếc thôi. Đấy ạ, còn chị yêu nào mà lấy sang cho em cái tông này này. Tông này thì em về được khoảng tầm chục chiếc gì đấy. Đấy ạ, thì các chị yêu chốt sang cho em cái kẻ này nhá. Đây, lên cho em cái màu kẻ này. Nó cũng vẫn là cái dòng của cái mã là 22033 đấy ạ. Hàng loại 1 giúp cho em Nga. Áo này thì em bao vừa hết cho các chị yêu từ 45 cân cho đến 66 cân em chốt đơn nhá. Dáng áo cánh rơi nhẹ nhàng nhưng hàng cao cấp loại 1, thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga. Không sợ bay, không sợ dão, không sợ xù. Mặc bao nhiêu năm cho em vẫn xịn và đảm bảo các chị yêu cứ mặc em này ra so sánh với lại các dòng khác giúp em Nga. Nó là một trong những chiếc áo mà em phải nói là nếu như mà dòng Montegi dáng áo cánh rơi như thế này mà về cái chất liệu ấy, về cái chất liệu ấy là đỉnh nhất trong tất cả những cái dòng mà em đã từng về cho các chị yêu. Dòng này á, các chị yêu không bao giờ sợ bị xước no xước về cái chất liệu luôn. Đấy ạ, nên các chị yêu không sợ bay, không sợ dã, không sợ xù luôn cho em nha. Nên là chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá, comment cho em đúng cái áo này là mã cho em nha là M8. Em chốt đơn ạ, M8 lên đơn cho em Nga với mức giá là 420.000. Áo này hình như chị về được thêm màu đen nữa sao nhỉ? À có màu be nữa, áo này em có màu be nữa, em giơ luôn. Áo này vừa xong là có màu cốm em lên rồi. Đây em có màu đen, nhưng màu đen khoảng tầm chục chiếc thôi các chị yêu nhá. Em không dám mắc ảnh. Cái màu này em chưa lên này, em có màu be. Đẹp không ạ? Chị yêu nào thích hàng xịn hàng loại cho em Nga, xịn không các chị. Đẹp ngất ngây luôn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp, em có màu nâu. Em có màu nâu và màu kẻ đen đi. Nâu kẻ đen. Cốm thì dân lại nó là mã M mấy ạ? Cốm, nếu chị yêu là mấy cốm thì xem cho em ngại nhá. Cốm thì nó là mã M4. Cốm thì nó là mã M4 nhưng cốm bây giờ em chỉ còn 3-4 chiếc thôi. Cốm này em về được mấy chục chiếc ấy. Nhiều lắm đấy. Nhưng mà hết rồi. Thì màu cốm là màu em up. Còn màu đen em về được ít thì em không dám up. Ok.
kiện đổi M4 sang M8 là lấy kẻ đen hay là màu chị nâu? Chị lấy kẻ đen đúng không ạ? Chị Vũ Kiện, chị Vũ Kiện là lấy kẻ đen đúng không ạ? Lấy cả hai màu cho em nha. Đấy ạ. Lấy chị yêu nào lấy kẻ đen thì chốt cho em kẻ đen nha. Hay chị mặc mẫu này M8. Chị mặc mẫu này M8 quá đẹp luôn chị Bình Nguyên. Chị Nguyễn Thu Hương để mua cho con gái. Em cho chị xem cái áo da nâu tí được không? Được chị Nguyễn Thu Hương. Đây em sẽ rơi cho chị áo màu nâu đây chị. Áo đấy rất là đẹp luôn. Chị em mình cũng mặc được ạ. À. Áo này chị em mình mặc quá được luôn nhá. Chị em mình mặc được, con gái mặc được. Cái dáng này của em trẻ nó không kém tuổi. Áo da nâu đây ạ. À. Em khoác nhẹ nhá. Em khoác thì ở bên trong nó là tông kẻ cho nên là nó không ăn bằng các chị yêu mặc cho em ở bên trong những cái dòng ấy đâu. Nhưng em khoác để các chị em nhìn tạm dáng thôi. Chị yêu nào lấy M8 màu be hoặc là kẻ đen trắng thì báo em nhé. Chị Vũ Kiện là kẻ đen trắng luôn. Chị Vũ Kiện là đổi sang kẻ đen trắng luôn. Chị Vũ Kiện ơi kẻ đen cho chị M4 cho chị Đậu Thị Hà. M4 màu cốm ok ạ. Chị Vũ Kiện là đổi sang kẻ đen trắng này. Chị Quế Dung kẻ đen trắng này. Chị Bình Nguyên kẻ đen trắng này. Chị Bình Nguyên này. Chị Bình Nguyên này. Chị Quế Dung này. Chị Vũ Kiện này. Rồi ạ. Chị Nô Bông mình lấy da nâu. Ok ạ. Chị Nô Bông lấy da nâu sẽ XL và kẻ đen trắng ok ạ. Ok ạ. Mã M8 nhá các chị yêu nhá. Chị đưa chị bỏ cho chị Vũ Kiện ra chưa nhỉ? Chị bỏ chị Vũ Kiện ra chưa? Ok ạ. Chị lấy M8 kẻ đen trắng nhá. Ok chị Bình Nguyên ạ. Rồi ạ. Chị M7 chị mặc vừa không em? M7 là cái nào nhá? M7 64-65 cân đổ về là mặc được cho em nha. Đây. Nâu đây ạ, áo của em là nâu đây. Chị yêu nào, tại vì cái máy của em đang bị ẩn comment nhá. Nếu comment của chị yêu nào bị ẩn ấy, các chị yêu không nhìn thấy em đọc, các chị yêu bấm lại của em nhá. Comment lại của em với ạ. Vì máy chính, máy trước mặt em là nó bị ẩn mất rồi. Em không đọc. Em cài vào để cho các chị yêu nhìn, nó che bớt cái áo bên trong đi thì các chị yêu nhìn rõ được cái dáng. Em đang mặc size M nhá. Đây ạ. À, em mặc với quần đấy ạ. Cái nãy em mặc đầu line là với chân váy, còn bây giờ em đang mặc với quần nhá. Áo này của em nha, các chị yêu yên tâm đi ạ. Năm nào em cũng về rất là đẹp luôn. Đây ạ. À. Đây ạ, à, cái nãy khoe với các chị yêu áo này, chị yêu nào nhớ cái áo mẫu áo da này của em nha. Hình như năm ngoái em cũng khoe đúng không ạ? Năm nay em cũng khoe. Áo da thời trang có mấy trăm nghìn. Mặc bao nhiêu năm vứt vào máy giặt giặt tả tơi. Em nói thật sự luôn. Mà nó chỉ bị này, các chị yêu nhìn này, đây này. Nó có một chút bẩn đây này các chị yêu này. Các chị yêu nhìn cái vệt bẩn nó mặc không ạ? Tức là giống như kiểu mình va chạm vào đâu nó bẩn như thế này thôi. Chứ em chả thấy nó bị em không thấy nó bị nổ. Thực sự là em bán em mặc áo da em không biết ạ. À. Nói chung là cũng tùy nhá. Ví dụ như nơi khí hậu nào mà các chị yêu ở cái vùng biển ấy, nóng mà các chị yêu đôi khi nó quá ẩm ướt hoặc nó quá là cái kiểu khắc nghiệt ấy. Thì đôi khi là cái dòng áo da thời trang của em thì em cũng chưa trải nghiệm được là cái đấy em tính được hết. Nhưng mà như những cái dòng em mặc đây này, em mặc cái áo này nó phải tính đến không biết là 3-4 năm chưa. Đây là nó trà lổ cái gì ạ. Em vẫn cứ vứt lay lóc ở trong cái tủ của em. Cứ khi nào em thích cái dáng này em mix với lại chân váy hay là em mix cái gì đấy thì em lại bỏ ra em khoác. Và lúc này em giặt thì em cho vào máy giặt em giặt. Đấy ạ. Chứ em cũng không có giặt tay bao giờ đâu nhá. Em cũng không có gì đâu. Áo da hay là đồ da toàn cho máy giặt thôi. Không biết chị yêu nào có giống cầu thả giống em không. Em phải nói thật sự nhiều người áo da là các chị kỹ tính là các chị hay kiểu cho kiểu cầm tay giặt tay thôi. Nhưng mà em nói thật sự em toàn cho vào cho máy giặt thôi. Nhưng em không thấy nó nổ biết gì hết cả. Đấy là em nói thật. Em nói thật sự thật là như vậy các chị yêu. Tin tưởng em Nga thì các chị yêu cứ thử xem như thế nào. Còn nếu mà ok chị Bình Nguyên. Bình Nguyên thì bây giờ bao nhiêu cân? Chị Bình Nguyên hình như vừa xong chị đang bảo chị bao nhiêu cân này, 68 cân đúng không? Chị Bình Nguyên vừa xong chị nhìn trên là có phải là 68 cân nhỉ? Chị inbox ở phía trên ấy, nhưng mà chị đã biết qua mất rồi. Chỗ này chị bị ẩn comment rồi nên chị không đọc được nữa. Áo da có hai màu chị Nguyễn Thu Hương ạ. Áo da em mới về được hai màu thôi. Áo da này có màu cốm nữa nhưng mà em mới về được màu đen và màu nâu thôi. Áo da này em mới về đen được nâu. Mã là M3 giúp em nha. Mã là M3 giúp em nha. M7 màu đen cho chị Thương Trương Thế ok ạ. Áo da em mới về có hai màu nhá. Màu cốm thì em đang về ạ. Màu cốm thì đang về sau. Áo này có ba màu như em up ảnh ạ. Nhưng mà màu cốm thì đang bị về ở bao sau ạ.
Còn lại là về trước được màu đen và màu nâu ạ. Chị Bình Nguyên cho vừa lấy khoảng 72 cân không vừa thôi chị ạ. À chị Bình Nguyên ơi, chị 72 cân cái áo này cơ chị Bình Nguyên. Chị Bình Nguyên 72 cân hay cao 1m72? Không, 1m68, 72 cân. Chị Bình Nguyên em sợ 72 cân á. 72 cân em sợ cái áo này chưa chắc đã được chị Bình Nguyên ạ. 72 cân thì chị lại phải mặc sang cho em cái dòng 3. Chị Bình Nguyên ơi, nếu mà 72 cân chị có khi chị lấy sang cho em cái dòng mà 300 lại rẻ hơn cái dòng này. Chính ra cái dòng đắt này em sợ 72 cân chị mặc thì nó lại chưa chắc đã được. Người chị gọn không nhỉ? Người chị chắc chị cao thì chắc cũng gọn. Hơi 50. Chị 72 cân. Ok ạ. 72 cân. Thì nếu như mà chị mà 72 cân thì chị lấy sang cái dòng mà 370 ấy, 370, 380 của em Nga ấy. Cái dòng đấy nó rẻ hơn cái dòng này ấy. Thì em lại chắc chắn là chị vừa hơn. Còn cái này thì thôi em, nếu như mà chị cao thì em cứ đi cho chị đi. Xong rồi nếu như mà có vấn đề thì chị inbox vào trong trang nhá. Tại vì thật ra cái này nó rất đẹp, em cũng rất là muốn đi cho các chị yêu. Bởi vì thật ra là cái áo này nó rất đẹp ý. Em muốn là các chị yêu nhận được những cái dòng đẹp này, các chị yêu cảm nhận được cái dòng đẹp. Để khi nào mà em về em nói đâu là loại 1 các chị ưu tin, đâu là loại 2 các chị ưu tin. Đấy ạ, nó chỉ chênh nhau 40-50 nghìn thôi nhưng nó khác hẳn luôn. Đấy nên là nhiều khi em cũng rất là cảm muốn cho kiểu khách quen của mình ý là cảm nhận được cái điều đó. Nên là thôi để em sẽ bảo các bạn cứ đi cho chị. Nếu như mà chị nhận cái này mà có vấn đề gì chị cứ inbox vào trong trang của em. Bởi vì nó hơi 50-50. Nhưng mà thực sự cái này nó rất là đẹp nên em muốn chị cảm nhận được cái chất liệu của nó luôn. Chị bảo ngày mai gửi ngày kia nhận. Ờ hả? Chị bảo ngày kia sẽ nhận được luôn. Ngày kia nhận được luôn á? Ờ chị có chỗ địa chỉ của chị chưa chắc đúng không? Áo của em đang mặc có giá là 420 nghìn á. Hiện tại em đang có 3 màu như thế này ạ. Đây ạ, 420 nghìn, em đang có 3 màu như thế này. Có các màu trước đây, nhưng màu trước thì các chị yêu vào trong cái văn vết cũ là em có lên rồi. Nhưng 3 màu này là 3 màu em mới về. Nó có là màu cốm này này. Màu cốm này, kẻ cốm này. Đấy ạ, kẻ vàng úa đây này. Đấy ạ, kẻ vàng này, kẻ đen này. Và màu be cho em nha, 420 nghìn cho em áo này. Nhưng mà chị Bình Nguyên ơi, các bạn đang bảo là chị mà cần ngày kia chị nhận được thì chưa chắc đã được với chị Bình Nguyên ạ. Tức là ngày mai em sẽ đi luôn cho chị, nhưng mà có nhận được ngay theo đúng của chị không ấy thì chưa chắc đâu ạ. Cho nên là nếu như mà chị đồng ý là nếu như mà không may hàng nó có thể trễ hơn so với bình thường, không phải đúng theo cái ngày của chị nhận ấy, thì chị cố gắng nhận cho em được không? Hoặc nhờ ai nhận cho em được không? Thì khoảng nhờ cho ai được cho em được không? Bởi vì là cái tầm này nó lại em sợ nó lại gấp ý, nên là em cũng không dám hứa trước ấy ạ. Cho nên là các chị yêu là đang cần thì em phải xin ý kiến luôn. Đấy ạ. Đây ạ, chị yêu là thích áo của em Nga đang mặc nhá thì chốt đơn cho em Nga. Em đang mặc là màu đen này. Xinh. Tin em đi ạ, mặc nó nhẹ tênh. Mà cái áo này nhẹ tênh, mặc như không mặc cái luôn ấy ạ. Sướng vô cùng, không bay, không nhão, không xù, cào, không sợ bị xước các chị yêu nhá. Siêu sướng cho em cái áo này. Em phải khẳng định luôn các chị yêu, chị yêu nào mà đang kiếm tìm cho em một cái áo cánh rơi, cổ thuyền, hàng cao cấp xịn hẳn thì đừng bỏ qua cho em mẫu này nhá. Áo này kẻ đen thì em còn vài chiếc thôi nên chị yêu là lấy thì nhanh tay. Đã, số lượng có 28 kẻ đen. Ok ạ, ai đây. Nên là chị Bình Nguyên ơi, chị Bình Nguyên lấy thì báo em nhá. Đây, kẻ đám đen em chỉ còn có mấy chiếc như thế này thôi ạ. Đây hết rồi. Đây ạ, về được cho em có mười mấy chiếc này. Đây. Có mười mấy chiếc, em còn 1 2 3 4 5 chiếc nữa thôi nhá. Đấy ạ, em còn 5 chiếc kẻ đen nữa nên chị yêu là lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Em qua luôn kẻ này. Đấy ạ, cái này vì có mười mấy chiếc thôi. Đấy ạ, nên em còn 5 chiếc nữa. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn M8 nhá. Còn chị yêu nào mà inbox sau hoặc chốt sau thì các chị yêu chờ bù hộ em. Áo da trong nam mặc được không? Áo da thì như năm ngoái á, áo da khoác. Cái này nó không quá dày. Nó là hàng hai lớp đấy các chị yêu ạ, nó là hàng hai lớp. Bên trong miền Nam ấy em thấy á, hình như năm ngoái có một số chị yêu vẫn mua áo da của mình ấy, khoác thời trang nhẹ nhẹ đúng không? Nó giống như áo khoác gió ấy, chị yêu. Nhưng mà cái này nó là da thôi, vì nó là hàng hai lớp nhưng mà nó không phải là quá dày. Nó là giống như kiểu một cái áo khoác nhẹ nhẹ thôi ạ. Những cái dòng này là những cái dòng áo khoác gió với áo khoác như thế này là các chị yêu mặc khoác được cho em nha. Tức là trong miền Nam các chị yêu khoác được. Áo này có giá 520 nghìn thôi. Nó giống như là các chị yêu hay khoác áo khoác nhẹ ấy. Có nhẹ áo gió thôi chứ nó không phải là những cái dòng ấy. Còn đương nhiên là nếu mà trời nắng nóng mà quá mà các chị yêu khoác thì đương nhiên là nóng thì không thể nào ấy được rồi. Mua 18 kẻ đen ạ. Ok, một kẻ đen, vậy là còn 4 kẻ đen ạ.
ok ạ. Chị Bình Nguyên mà. Áo da 520.000 ạ, ok ạ. Chị Bình Nguyên ok, có nghĩa là em vẫn đi cho chị. Ok ạ. Rồi ạ. Quần người đẹp đang vận bao nhiêu tiền? Đó comment của chị yêu bảo em người đẹp, nó em buồn cười quá. Quần của em nha có giá 500 thôi chị yêu ạ. Đấy ạ. Quần của em có giá 500 thôi chị yêu nha. Đây. Quần của em nha có giá 500. Đấy ạ. Dáng của cái dáng quần này nó đẹp chứ không phải là người em đẹp đâu các chị yêu ạ. Người em mà cứ nói số đo lên là các chị yêu thấy là em toàn tùm tỉm em cười thôi. Đấy ạ. Cao có 1m54, nặng 55 cân. Eo thì 75-76, mông thì 95-96 ạ. Cái vòng chân, bắp chân, bắp đùi đều to. Người thì thấp. Đấy ạ, cho nên là các chị yêu mà bảo đẹp là em cùng tìm em cười đấy. Cứ lúc nào mà nói đến số đo là các chị yêu cứ nhìn đến cái mặt em ấy là buồn cười lắm đấy các chị yêu ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Quần của em Nga là M6 ạ, có giá là 500, 68, 69 cân đổ về các chị yêu mặc đẹp cho em nha. Riêng cái quần này thì của em có mỗi cái mã này. Hiện tại em có cái kiểu thiết kế túi của nó là túi nổ nha các chị yêu nhá. Nó khá là phong cách, cạp của nó là cạp 2Q, nó cao vừa phải. Dáng của nó là baggy gọn, cho nên là mặc lên dễ mặc, không có kèm thắt lưng đâu ạ, nhưng siêu dễ mặc luôn. Đấy ạ, mix đồ rất dễ luôn, giá của nó siêu đẹp luôn. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn cho em nha. Áo em đang mặc thì nó là mã M8 ạ, có giá là 420.000. Bây giờ em sẽ sơ vin lại và sau đó thì em qua tông màu nâu nhá. Đấy ạ, túi đấy tầm lại về bao nhiêu tiền? Túi đấy của em Nga có giá là 720.000 đấy ạ. À, túi bé là 620 ạ. Túi bé size 22 chênh với size 25 là 100.000 thôi các chị yêu nha. Ok ạ. À. Kẻ đen cho chị đi. Đây. Đẹp lắm luôn, các chị yêu cứ lấy kẻ đen đi, sau mai các chị yêu dinh kẻ cố. Nói chung các chị yêu cứ lấy kẻ cố thì mấy nữa các chị yêu sẽ dinh kẻ. Nói chung áo này các chị yêu mà nhiều chị yêu là mà thích nhá. Em nói thật sự ấy, nhiều chị yêu là thích, nhưng mà thích mặc những cái dòng này rồi ấy, các chị yêu có thể lấy mấy màu cho em nha. Bởi vì nó chất nó mặc nhẹ tênh. Nhẹ tênh nhá, cái chất của nó nhá các chị yêu nha, mông tư ghi chất nhẹ tênh luôn. Siêu sướng luôn. Đây, tông kẻ đen này. Xinh các chị yêu. Nó đơn giản nhưng mà nó lại quá xinh. Đấy, các chị em mình chỉ cần mặc như thế này đi làm thôi. Túi này của em Nga kích thước của nó là size 25, có giá là 720.000. Còn size 22 nhỏ hơn thì có giá là 620.000 thôi ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Bây giờ em sẽ sang màu tiếp theo là cái màu be để các chị yêu ngắm cái màu mới của cái áo này nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Vậy là kẻ đen em còn 3 chiếc nhỉ. Rồi bây giờ em sẽ lên màu cuối cùng. Đơn giản, thích nhẹ nhàng, thích tây. Đấy ạ. Cái nâu này nâu khá xinh nhá. Nâu của hàng xịn nó rất là đẹp luôn. Đây các chị yêu nhìn cái chất cho em này, chất nó nhẹ lắm ấy ạ. Chất nó bay ạ. Áo nó rất bay và nó rất là nhẹ chất. Các chị yêu cảm nhận này cho em Nga này. Chất nó nhẹ vô cùng luôn, các chị yêu nhìn cái áo này. Nhẹ vô cùng luôn ấy ạ. Sướng lắm, không biết tả được gì cho các chị yêu được cái chất này. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Đây là tông nâu. Siêu đẹp giúp em. Chị yêu nào thích cái dáng áo cánh rơi siêu dấu dáng này thì các chị yêu cứ lên đơn cho em nha. Mã áo cho em nha là M8 với tông màu nâu. 65-66 cân đổ về em chốt đơn nhá. Giá là 420.000 giúp em nha. Siêu đẹp luôn ạ. Chị Huyền Tuấn lấy M7 màu gì ạ? Chị Huyền chị nào? Huyền Tuấn. Chị Huyền Tuấn lấy M7 màu gì cho em thêm M7 màu gì với em đang mặc là M8 thôi. Shop em ở Ninh Đàm Hà Nội nhá chị Thanh Hà ơi, shop em ở Ninh Đàm Hà Nội ạ. Quần của em Nga có giá là 500.000 chị Lại Thị Liên nhá. Quần của em Nga có giá là 500.000 ạ. Chị Huyền Tuấn cho chị M7 lấy màu gì cho em thêm màu nhá. M7 của em Nga có 4 màu cơ ạ. Nên chị lấy màu gì thì cho em thêm màu nhá chị yêu nha. Đấy chị lấy màu gì thì cho em thêm màu với ạ. Siêu đẹp luôn rồi. Quần của em Nga có giá là 500.000 thôi. Rồi ạ, chị yêu nào muốn sở hữu cái chiếc áo này thì comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn. Đấy ạ, rất là đẹp, cực kỳ sang, cực kỳ xinh luôn. Ôi em có set váy này, em cũng chưa lên được. Có gì rồi. Lên cho các chị một thêm một cái ma nữa này.
một tí váy để giới thiệu sau đi. Lên cho các chị yêu nha. Em lên cho các chị yêu một cái mã áo đi quy này. Áo xinh nữa. Áo này thì em có hai màu. Em qua mã này nhá, chị yêu là lấy áo em đang mặc M8 thì chút đơn. Bây giờ em sẽ lên cho các chị yêu thêm một cái mã áo nữa. Cái màu áo EQ hôm trước em lên ấy thì là màu nâu là hết hàng đúng không? Màu nâu là cháy. Cái áo EQ hôm trước em lên cho các chị yêu ấy, nó là một cái mã áo mà rất là đẹp, với thiết kế cổ nó khá là lạ. Đấy, cái tông cổ nơ của nó rất là xinh. Và hiện tại cái màu nâu thì em đang gối bù rồi, màu nâu em hết sạch rồi. Màu đen cũng hết đúng không nhỉ? Đen cũng hết. Cái áo đấy là đen hết, nâu hết rồi. Em hiện tại em còn trắng vài chiếc nữa. Cho nên là hôm nay em xin phép được lên thêm cho các chị yêu một mẫu EQ nữa. Đấy ạ, để cho những chị yêu nào mà thích dòng hàng Montague cao cấp, tay dài, phối như thế này, thì các chị yêu có thể dinh cho em thêm một cái mã này nữa các chị yêu nha. Còn cái mã chị yêu nào vẫn yêu thích cái mã mà tối hôm trước em lên cho các chị yêu khoảng tầm 5 phút ấy. Đấy ạ, thì các chị yêu có thể chờ giúp em nha, bởi vì em gối luôn rồi. Đấy ạ. Còn hiện tại thì em chỉ còn màu trắng cho cái mã đấy thôi. Mẫu này thì hiện tại em có hai tông mỏng màu, đó là màu đen và màu trắng. Bây giờ em xin phép được mặc mã này luôn nha. Nên cho em mã là M99 giúp em ạ. Yêu nào mà đang kiếm tìm cho em Nga một cái mã áo mà Montague tay phối von hàng cao cấp chuẩn sang xịn, rất là đẹp, cực kỳ xinh, nhưng quan trọng nhất nó là hàng xịn các chị yêu nha. Bởi vì những cái dòng này thì các chị yêu sẽ thấy là mấy nước nó sẽ có hàng rẻ, và đương nhiên hàng rẻ nó sẽ không phải là mác EQ đâu ạ, nó sẽ là mác khác nhá. Còn em Nga chỉ bán đúng một loại mác thôi, đúng một loại hàng thôi. Đấy ạ, là hàng của mác EQ, nó là hàng hãng luôn. Đấy ạ, nó có thương hiệu, nó có thương hiệu. Bởi vì năm nào em cũng về những cái dòng như thế này. Và em có hai phiên bản màu cho mẫu áo này, nó là mã M9 các chị yêu nha. Nhìn rõ cái tag mác cho em nha. Đấy ạ. Đấy ạ, các chị yêu nhìn rõ cái mác như thế này cho em nha. Nên nếu nhận hàng mà các chị yêu thấy nó không phải là đúng cái dòng như thế này này thì nó không phải là hàng chuẩn nha các chị yêu nhá. Lưu ý hộ em. Nhìn thì giống ạ nhưng không phải hàng chuẩn, và lúc đấy đương nhiên cái chất liệu nó sẽ khác đấy ạ. Hàng này của em nó là hàng của EQ các chị yêu nhá, hàng chuẩn luôn. Xịn sò, em có hai tông màu mà các chị yêu nhìn cho em nha. Rất là đẹp luôn ạ. Em có màu đen và màu trắng cho em nha. Cái phần phối của cái em áo này này thì cái phần phối của cổ rất là xinh luôn, cực kỳ yêu, đơn giản nhẹ nhàng. Cái em áo này thì các chị yêu có thể mặc cho em với quần Âu cũng rất là xinh. Chân váy cho em Nga thì nó lại quá là đỉnh luôn rồi. Thực sự là rất đẹp cho em Nga. Em này thì siêu siêu đẹp luôn. Em này thì xem có thể mix cho các chị yêu với này nhỉ. Em mix với em quần cặp này. Chị Thi Bay Nguyễn là M8 màu nâu ạ. Ok ạ, M8 màu nâu em chốt đơn đang ạ. Thủy M7 màu nâu, M7 không có màu nâu ạ. M7, chị Đăng Thủy ơi, M7 em có màu cam, màu xanh và màu đen ạ. Không có màu nâu. Chị có nhầm sang M8 không ạ chị Đăng Thủy? Chị Đăng Thủy ơi, cái M7 áo hôm trước gửi cho chị chưa? Chị Nhẫn Thảo là áo hôm trước gì của chị Nhẫn Thảo, đi đơn cho em ơi. Áo của chị bên em đi đơn rồi đấy ạ. Nên hộ em cái mã này là M9 các chị yêu nhang, lưu ý hộ em này. Chị Hằng Nguyễn, chị nhận được áo len Montague rồi, đẹp lắm, từ chất liệu đến form dáng. Em cảm ơn chị Hằng Nguyễn. Em cảm ơn feedback cực kỳ tuyệt vời của chị yêu. Đây, các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Chất liệu của nó siêu co giãn và cực kỳ đàn hồi. Nó là hàng cao cấp chính hãng luôn. Nên em này thì em bao vừa hết cho các chị yêu đến 60. Em chốt em này đến khoảng tầm 63 cân đổ về em chốt đơn nha. Em này các chị yêu chốt đơn cho em tầm 63 cân đổ về em chốt đơn, bởi vì nó co giãn rất là tốt luôn, cực kỳ xinh. Tay của nó này, trời ơi cái phần cổ của nó xinh lắm luôn. Hai tông màu các chị yêu nhìn cổ cho em Nga này, đẹp ngất ngây, hàng xịn nha các chị yêu nha. Đấy à, em bao vừa cho các chị yêu 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo này nên đơn cho em Nga là M9 ạ. Trắng và đen hai tông màu, siêu xinh, siêu sang, siêu dễ mặc, đẹp, hàng chính hãng của hãng EQ luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào thích cái em này, sơ vin cho em cũng đẹp, không sơ vin cho em cũng đẹp, mix quần Âu, quần jean. Đấy ạ, mix chân váy cho em rất là sang và cực kỳ đẳng cấp luôn cho em nha. Những cái dáng áo mà có cái thiết kế cổ như này hoàn toàn các chị yêu có thể mặc được tiệc được cho em nha, trong những mùa thu đông nha các chị yêu nhé. Nên đơn cho em áo này với mức giá là M9 ạ, 400
50.000 giúp em nha. Đẹp, sang, xịn, cực kỳ đẳng cấp luôn rồi. Thế ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. 450.000 cho em áo 19 với hai tông màu đen và trắng. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em nha. M9 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại là em nga lên đơn. Trời ơi, đẹp ngất ngây luôn. Em không biết mà em lên đầu tiên cho các chị yêu cái mẫu áo này. Xinh quá. Mặc lên là ưng luôn các chị ạ. 450.000 cho em áo này. Hàng đầu mùa luôn các chị yêu nha. Form dáng đẹp, kiểu dáng siêu xinh và cực kỳ tây. 450.000 cho em áo này ạ. Cái tay của nó này, tay von cao cấp các chị yêu nhá. Nhìn đã thấy mê luôn rồi. Cái cổ của nó thì quá xanh xả luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào thích cho em Nga cái mã áo M9 này thì cứ comment cho em Nga đúng cú pháp là M9 em chốt đơn nha. Đẹp, sang, xịn với hai tông màu. Quá xuất sắc đỉnh ạ. Đẹp quá. Nó nhẹ nhàng đấy các chị yêu ạ. Cái cổ của nó nhẹ nhàng, nó vừa phải, nó tinh tế luôn. Đấy ạ, chị yêu nào không thích dáng cổ cao cao, đấy ạ, thích yêu yêu một chút xíu, lấy cho em cái cổ này. Xinh quá. Đấy ạ, comment cho em đúng cú pháp là M9 nhá. Màu đen hoặc màu trắng là 450 thôi ạ. À, em chào chị Hoàng Hiếu. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em áo là M9, kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Em chốt đơn 63 cân đổ về này, em bao vừa 63 cân nha các chị yêu. Áo em đang mặc 63 cân. Đấy ạ, xinh lắm. Bây giờ sẽ là mặc sang là màu trắng nhá. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn, đừng bỏ qua, không lại phải chờ các chị yêu ạ. Nó đẹp từng cái khuy một đấy. Các chị yêu nhìn cái hàng xịn này, cái hàng xịn cho em Nga nó đẹp từng cái khuy một đấy này. Các chị yêu nhìn cho em Nga đẹp ngất ngây luôn ạ. Nó đẹp từng khuy một. Rồi bây giờ sẽ mặc sang màu đen đây ạ. Áo em đang mặc là M9 giúp em Nga nhá. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Bây giờ sẽ mặc M9. Còn chị Đăng Thủy ơi, chị xem lại hộ của em bản màu M7 ạ. M7 em không có màu nâu, chị có phải là chị lấy màu cam cháy không? Chị xem lại chị báo em với. Rồi bây giờ sẽ mặc nhanh thang màu trắng nhá. Màu con mã luôn. Đẹp ngất ngây các chị yêu ạ. 450.000 cho em Nga nhá. Mã cho em Nga là 19. Áo em đang mặc là tông trắng đấy các chị yêu ơi. Ôi, sang đẳng cấp luôn nhá. Nhẹ nhàng, đơn giản, tinh tế. Cách Montegi phối tay von cao cấp rất là đẹp luôn. Cái chất von mềm, hàng cao cấp, hàng chính hãng của EQ luôn. Nên nhìn nó khác hẳn luôn các chị ạ. Từ form dáng cho đến chất liệu có co giãn này, đàn hồi siêu xinh luôn, rất là đẹp luôn ạ. Chị yêu nào thích cái áo này thì các chị yêu cứ lên đơn cho em nha. Đảm bảo mặc lên là yêu, mặc lên là trẻ nha các chị yêu nha. Rất là sang, ăn dân tuổi, trời ơi, đỉnh cao. Mức giá thì vô cùng tuyệt vời luôn rồi ạ. Riêng những cái dòng EQ này các chị yêu mua, các chị yêu nào mà biết những cái dòng hãng này các chị yêu biết. Đấy, riêng những cái dòng này các chị yêu yên tâm luôn về giá cho em nha. Đấy, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment cho em đúng cú pháp là M9, kèm theo màu đen hoặc trắng như em Nga đang mặc. Các chị yêu chốt đơn cho em Nga nhé. Mức giá cho em Nga chỉ có mức giá là 450.000 thôi ạ. Đấy, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Còn bây giờ thì chắc là em xin phép tắt like đi. Lên khoảng tầm 5 phút giới thiệu cho các chị yêu một siêu phẩm. Cái set váy dòng siêu cấp riêng. Bởi vì cái tông này nó là khá lạ. Và cái đương nhiên những cái dòng đấy là các chị yêu nào thích hàng siêu cấp thì các chị yêu có thể là xem cho em cái mẫu đấy nhé. Đây chính là cái mẫu mà em định lên cho các chị yêu này. Em có hai tông màu. Tuy nhiên thì hiện tại là em lên để các chị yêu nhìn form cái mẫu này thôi. Chứ còn số lượng cái tông màu nâu này thì hiện tại là em sẵn thì rất ít. Đấy ạ, và em đang có gối bù luôn rồi. Nó khá là lạ luôn. Cái tông này của em Nga nó không phải là nâu thường đâu các chị yêu nhé. Nó là nâu nhưng nâu rêu, nên nó khá là lạ luôn. Mặc lên nó rất là sang, cực kỳ tây. Và em có đủ 3 size, SML 3 size, hai màu tông đen và tông nâu rêu như thế này. Cái tông này ấy, nó cực kỳ xinh luôn. Mặc lên nó rất là xinh, trông nó rất là tây. Và nó sẽ cảm giác các chị em mình nó không bị đụng các cái tông màu trong tủ quần áo của chị em mình. Bởi vì trong tủ quần áo của chị em mình, nếu như mà cái tông màu nâu đậm ấy, có thể chị em mình dễ có. Nhưng cái tông màu nâu, kiểu nâu rêu như thế này, chị em mình ít có. Cho nên là những cái gam màu khi chị em mình mặc nó không bị đụng hàng. Nhìn kiểu thì có thể trông là hơi dáng áo, set váy nó hơi crop top,
nhìn thì hơi giống giống nhau nhưng mà kiểu lên nó sẽ khác nhau và tông màu nó sẽ hơi khác nhau, thì chị em mình lúc nào cũng cảm giác nó mới, nó tươi và nó rất là đẹp nhé các chị yêu nhé. Bây giờ em xin phép được thoát ra khoảng tầm 5 phút để em vào giới thiệu cho các chị yêu cái mẫu này. Em mặc lên để cho các chị yêu có thể nhìn rõ được mẫu hơn, vì một số chị yêu thích nhưng mà các chị yêu muốn nhìn rõ. Và lưu ý cho em nha, hàng này của em Nga nó là hàng siêu cấp này, thấy không, hàng của hãng luôn các chị yêu nhé. Bởi vì những cái này nó sẽ có, mai kia nó sẽ có hàng 1 và hàng 2, nên lúc nào em cũng phải nói là hàng nào là hàng 1, hàng nào là hàng 2 ạ. Ok, áo 19 chị Minh Ngô Hương màu trắng 19 em chốt đơn ạ. Rồi ạ, chị yêu nào lấy những cái mã áo gì ở trong line này của em Nga nhá, thì các chị yêu cứ inbox. Còn bây giờ thì em xin phép cắt line ra, còn lại khoảng tầm 5 phút với em Nga nhá. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Rồi ạ.